Đạo lữ hung mảnh cũng trùng sinh chương 141, nhét tất vào trong mồm lục thủy. Tất cả mọi người bên ngoài phản phất có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trên thiên nữ tông, còn có thể nghe được âm thanh phía trên. Đây là đại thần thông, vạn linh triều tông. Cuối cùng là đại năng bực nào giáng lâm nơi đây? Trời ạ, à, là ai chọc phải vị tồn tại đáng sợ này? Một số tông môn xung quanh cảm thấy sợ hãi, bọn hắn không rõ chính mình làm sao lại chọc tới vị nhân vật đáng sợ này phàm là ở trong khu vực vạn linh triều tông, chẳng khác nào đang ở trong phạm vi ánh mắt của đối phương. Trốn không thoát, trốn không thoát. Một câu chuyện gì trên thiên nữ tông đánh thức tất cả mọi người. Trong lòng lý trưởng môn sinh ra sợ hãi, nhưng hắn không thể để cho đám người của thiên nữ tông mở miệng trước, bằng không sẽ là lỗi của bọn hắn. Cho nên hắn nhắm mắt nói. Thần nữ tiền bối là, là như thế này. Bởi vì thiên nữ tông đối địch với ẩn thiên tông, lại phát triển linh mạch hoàng mỹ cho nên chúng ta cân nhắc giúp thiên nữ tông đối kháng ẩn thiên tông thuận tiện còn có thể hỗ trợ phát triển linh mạch là chuyện cả hai cùng có lợi việc này chỉ có ý tốt không hề muốn gì khác mộ tuyết nhìn những người này lập tức đã hiểu do nguyên nhân chuyện này nàng có thể cảm giác được tố loan muốn nói chuyện nhưng mộ tuyết không có ý định để nàng nói chuyện ở dưới uy áp của mộ tuyết người của thiên nữ tông không ai có năng lực nói sau đó giọng nói của mộ tuyết truyền ra ngoài đúng là như vậy thực lực của thiên nữ tông không đủ để phát triển toàn bộ linh mạch nghe được câu này trong lòng đám người lý trưởng môn đầy vui mừng nhóm người tố loan lại có chút khó thể tin được thần nữ đang thất vọng với các nàng sao tông môn bên ngoài cũng cùng hỉ ý vị này là bọn hắn thật sự có thể nhúng chàm linh mạch đây là chuyện tốt nhưng lúc này vi áp đột nhiên nổi lên khắp bốn phía thiên địa tựa như thiên thần giáng lâm phàm trần ép tất cả mọi người không ngóc đầu lên được ép tất cả mọi người sợ vỡ mật sau đó giọng nói chất chứa áp lực mênh mông vang lên theo giọng nói này mang theo một luồng vận vị không cho phép từ chối thế thì từ hôm nay trở đi tất cả tông môn trong phạm vi ngàn dặm quanh thiên nữ tông đều sẽ phụ thuộc thiên nữ tông lấy thiên nữ tông vi tôn tiếng cống đúng hạn giọng nói này tựa như sấm sét giữa trời quang rơi vào trong đầu tất cả mọi người vốn trong lòng sinh đang vui sướng bỗng nhiên trở nên trắng bệch thì ra không phải như bọn hắn nghĩ thì ra là thần nữ muốn chiếm đoạt tất cả tông môn bọn hắn không cam lòng mà lúc này giọng nói của mộ tuyết lại truyền đến như vậy có ai phản đối sắc mặt đám người lý trưởng môn biến ảo cuối cùng lý trưởng môn nhắm mắt nói thần nữ tiền bối là như vậy ta lời mới vừa nói được một nửa lý trưởng môn đột nhiên ngừng lại Lúc này, vô số người dường như nhìn thấy thiên địa ảm đạm, nhìn thấy tử quan chợt lóe lên. Nhìn thấy trong mắt lý trưởng môn che kín sợ hãi. Sau một khắc, bọn hắn đã nhìn thấy lý trưởng môn vỡ nát, tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Còn có ai? Giọng nói của thần nữ lại một lần nữa vang lên. Lần này trong lòng tất cả mọi người sinh ra đại khủng bố, đại kính úy. Không người nào còn dám mở miệng nói nửa câu cường giả lục giai bị giết trong nháy mắt, không có chút năng lực phản kháng nào. Vì thế của thần nữ cái thế vô song. Trong phạm vi ba ngàn dặm, trong lòng tất cả mọi người đầy sợ hãi, cúi đầu không dám nói chuyện. Tố Loan cũng giống như thế, trong lòng nàng cảm thấy may mắn khi lúc trước chính mình không hề kiên trì từ chối thần nữ. Thần nữ quá mạnh, cũng quá bá đạo. Đúng là đáng sợ đến cực điểm. Tố nhiễm ở một bên rung lẫy bẫy, lần thứ nhất nàng thấy thần nữ phát uy. Tiếp đó, tất cả mọi người lại nghe được thần nữ nói. Phạm là người đứng thẳng, ngầm thừa nhận phản đối. Nghe được câu này, những trưởng môn khác tràn đầy sợ hãi, không nói hai lời quỳ xuống đất thần phục. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một đạo tử quan từ thiên nữ tông nhanh chóng khuếch tán. Phản phất đang tìm kiếm phản đối người. Đám người ẩn thiên tông bị dọa đến mức tâm thần phá toái. Tiền bối dẫn đầu quỳ xuống tại chỗ, vội vàng nói. Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống. Bọn hắn sợ, bọn hắn không có ý định đi tranh giành. Thần nữ quá đáng sợ, đáng sợ tới cực điểm. Lại đi không phải là chịu chết sao? Tông môn xung quanh cũng giống thế. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tử quan, không người nào dám đứng thẳng, toàn bộ quỳ lạy biểu thị thần phục. Quy thế của thần nữ không người nào dám đi đối mặt, càng không người có thể rung chuyển một chút. Nếu không có người phản đối, thế thì từ giờ trở đi, các ngươi lệ thuộc thiên nữ tông của ta, tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của trưởng môn thiên nữ tông. Hiểu chưa? Giọng nói uy nghiêm mênh mông đánh thẳng vào trong lòng tất cả mọi người. Nghe được câu này, không người dám không cúi đầu. Cẩn tuân pháp chỉ của thần nữ. Từ đó thiên địa khôi phục bình thường, vi áp tiêu tán theo thiên địa, tử khí ẩn vào trong thiên địa. Thần nữ rời đi, giống như chưa từng tới. Nhưng trong lúc nhất thời không người nào dám đứng lên sau một lát từng người mới chậm chạp đứng dậy người của ẩn thiên tông đứng lên bọn hắn xám xịt trốn khỏi khu vực của thiên nữ tông đã không có lá gan đi tìm trưởng môn thiên nữ sứ giả của thần nữ không thể ức hiếp bên trên thiên nữ tông trưởng môn thiên nữ cũng đứng lên nàng phát hiện thần nữ hình như không trừng phạt nàng cũng không biết trừng phạt lúc nào sẽ tới nhìn thấy trưởng môn thiên nữ đứng lên những người khác mới dám lần lượt đứng lên đám người tố loan có chút kinh hãi không nghĩ tới kết quả lại như vậy trưởng môn vừa quỳ liền kinh thiên động địa nhật nguyệt thay đổi các nàng còn tưởng rằng trưởng môn do sợ hãi mới quỳ xuống đất mấy vị trưởng môn còn lại cũng sợ bọn hắn không thể nghĩ ra chuyện này lại phát triển theo phương hướng như vậy nếu như sớm biết thì sẽ không tới bọn hắn cho rằng đối phương sẽ không mời thần nữ đây không phải là bại lộ thiên nữ tông vô năng sao đúng Đúng là thiên nữ tông bại lộ năng lực của chính mình không đủ, cho nên thần nữ trực tiếp tăng thực lực cho các nàng. Chuyện này thật là đáng sợ. Chưởng môn thiên nữ nhìn những người này, mở miệng nói. Cái này, thiên nữ tông lần thứ nhất có được tông môn phụ thuộc, ta cũng không biết phải làm sao. Như vậy đi, ta dập đầu với mọi người trước. Tố Loan, chấm chấm. Các chưởng môn, chấm chấm chấm. Tuyệt đối đừng, sẽ chết người đấy mộ tuyết lấy lại tinh thần nàng nhìn điểm tâm ngọt đã đặt ở trước mặt nàng sau đó dùng muỗng nhỏ bắt đầu ăn là một cái bánh ngọt nhỏ ăn thật ngon ở kiếp trước nàng liền thường xuyên đến tiệm này là do tam bào thai kia mở hương vị rất tốt lục thủy thường xuyên mang nàng đến ăn nhưng nàng không dám ăn nhiều chủ yếu vẫn do sợ béo phì mặc dù sẽ không béo nhưng lại dễ dàng có cảm giác mập ví dụ như cảm giác quần áo chật đi có một lần là trực thật, suýt hù chết nàng. Về sau mới phát hiện, là lục thủy vụng trộn khâu quần áo nhỏ lại một chút. Lập tức chọc tức nàng, làm cho rất lâu không hề ăn thứ gì. Lục thủy quá đáng. Hại nàng đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Cũng không biết nếu béo lục thủy sẽ ghét bỏ ta hay không. Ừm, chắc chắn sẽ. Tên bại hoại tham luyến sắc đẹp, chờ ngươi trở về ta muốn đánh ngươi, tìm ngõ cục đánh cho một trận tơi bời trong lòng mộ tuyết tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu. Là lúc dùng quả đấm nhỏ của mình, để cho lục thủy biết cái gì là tàn nhẫn. Ừm, lúc đánh dùng biết tất nhét vào mồm lục thủy, tức chết hắn. Quần áo đi đêm nàng đã chuẩn bị xong. Sau đó mộ tuyết đứng dậy trở về. Ngày mai là lúc lục thủy trở về, nàng dự định trở về ngủ một giấc. Ngủ thiếp đi là có thể cảm thấy ngày mai tới nhanh hơn. Cũng có thể nhìn thấy lục thủy nhanh hơn. Nàng, muốn lục thủy. Lục thủy ngồi ở trên xe lửa, hắn vẫn đang xem thiên địa trận văn. Nếu tính thu hoạch của lần ra ngoài này, hắn rất kiếm lời. Không nói đến việc được đến không ít hải sản, việc biết được trong nhà có người đưa hắn lên ẩn thiên bí giám cũng là một thu hoạch không nhỏ. Nhưng nhằm vào mộ tuyết, cũng làm cho người ta cảm thấy có chút thua thiệt. Lúc coi bói bị mộ tuyết phát hiện, thiên địa chi lực bởi vì việc ở Lam Dạ Quốc đã dùng không ít một cái không ra được kết quả khả năng còn bị phản trinh sát mục tiêu từ hôn lại xa một bước nhưng cũng đạt được một cái giỏ trút nhỏ không tệ phải nghĩ cách đưa cho mộ tuyết sau đó lục thủy không suy nghĩ đến nữa hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài xe lửa phát hiện trời có hơi đen từ đó đến xem bầu trời ở lục gia chắc hẳn cũng không tốt gì đại khái là trời muốn mưa rồi nhưng như vậy thì thế nào người tu chân có ai cần bung dù. Hắn là một đại tu sĩ nhị giai khải linh, còn sợ chút nước mưa nho nhỏ sao. Cho hắn dù hắn cũng không dùng, quá mất mặt. Bằng không người ta lại tưởng rằng, hắn đường đường là đại thiếu gia lục gia lại không dùng nổi phép thuật che mưa. Thiếu gia, đã sắp đến rồi. Phu nhân vừa mới điện tới hỏi thiếu gia có muốn chuẩn bị cơm trưa hay không. Chân Linh đi đến bên người lục thủy rồi nói. Lục thủy không chút do dự, nói không cần nghe được câu trả lời của lục thủy chân linh lại nói phu nhân nói thiếu gia phải đến ăn cơm đúng giờ đó là yêu cầu của phu nhân lục thủy nghĩ đến cơm trưa lục thủy liền khép lại sách đột nhiên không có tâm tình xem nữa nhưng mà có mang theo hoa loa trở về chắc hẳn có thể thuyết phục mẹ làm hải sản nước mưa tí tách mộ tuyết quay một vòng trước tấm gương sau khi cảm thấy không có vấn đề liền đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn mưa bên ngoài mộ tuyết cảm thấy vừa vặn vừa vặn nàng mua dù che mưa nghĩ như vậy mộ tuyết liền mang theo dù che mưa đi ra ngoài nàng muốn đến tiểu trấn dạo chơi chỉ dạo chơi thôi sau đó mộ tuyết mặc váy tiên mở ô giấy dầu đi vào trong mưa đinh lương theo ở phía sau trên đường đi xuống núi mộ tuyết phát hiện váy quá dài mép váy đều ướt một đám khó nhìn. Sớm biết thế thì nên mặc quần mới đúng, nhưng quần thì lại không hợp với ô giấy dầu. Mà cũng không nên mặc váy dài như vậy, nó đã sắp quét tới mặt đất. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng mộ tuyết cũng không quay lại đổi, mà vẫn tiếp tục đi xuống dưới núi. Nàng đi một mạch tới tiểu trấn Thu Vân không hề dừng lại, trực tiếp đi về phía nhà ga. Cuối cùng dừng lại trước nhà ga. Đứng ở trong mưa như vậy mới thể hiện ra nàng chỉ tình cờ đi ngang qua mà không phải đặc biệt tới đây sau đó Mộ Tuyết nhìn chầm chầm vào lối ra của nhà ga lúc này Lục Thủy đi xuống từ xe lửa hắn phát hiện trời đang mưa gần nhất đã đến mùa mưa rồi Lục Thủy nhìn trời mưa bên ngoài nói chân linh gật đầu đúng vậy thiếu gia mùa mưa đã đến rồi tộc trưởng từng nói biến hóa bốn mùa chính là kỹ cương của thiên địa không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý sửa đổi lục thủy gật đầu chân linh đang sợ hắn thay đổi sao có lẽ trước kia sẽ làm nhưng bây giờ không đến mức ngây thơ như vậy biến trời tuyết cũng tốt sau đó lục thủy không tiếp tục để ý những chuyện này đương nhiên hắn sẽ không thật sự để cho người ta sửa lại thời tiết thiếu gia muốn mở dù không chân võ hỏi chỗ của bọn hắn cũng có dù cái ghế cũng chuẩn bị sẵn huống hồ là dù bất luận vật dụng thường ngày nào, gần như bọn hắn đều có. Dù sao Lục đại thiếu gia cũng nổi danh không dễ hầu hạ. Lục Thủy lắc đầu. Không bao lâu sau, Lục Thủy đi ra khỏi nhà ga. Nhưng vừa mới đi ra khỏi nhà ga, hắn lại đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy phía trước nhà ga có người che dù đứng đó, nàng đang nhìn về bên này. Mưa cũng không lớn, Lục Thủy có thể thấy rõ mặt của đối phương. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, lục thủy đột nhiên ngây người trong mắt hắn đường đi biến mất nước mưa biến mất chỉ có nữ tử che dù này nàng mặc váy dài buộc tóc che dù nhìn hắn trong lúc bất chợt lục thủy thấy được môi nàng nhếch lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt mưa lại bắt đầu rơi tất cả mọi thứ lại trở về trong mắt lục thủy nhưng tất cả mọi thứ đều không thể nào so sánh với người kia người ở trong mưa nhìn về phía hắn là mộ tuyết Đẹp đến mức làm cho ta người giận sôi là Mộ Tuyết. Lúc này Mộ Tuyết cất bước đi về phía Lục Thủy, nàng dừng ở trước mặt Lục Thủy, trong miệng mang theo ý cười rất nhỏ. Lục thiếu gia, đã lâu không gặp. Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, thấy được mép váy bị nước mưa làm ướt nhẹp, thấy được ý cười của Mộ Tuyết. Hắn luôn một mực muốn kéo cừu, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nở trêu đùa Mộ Tuyết. Sau đó Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: mộ tiểu thư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lục thiếu gia muốn về lục gia sao có thể cùng một chỗ ta cũng định trở về mộ tuyết nói vậy làm phiền mộ tiểu thư nói xong lục thủy đi vào dưới dù của mộ tuyết nhận lấy cây dù trong tay mộ tuyết hắn cũng không hề đụng trúng tay mộ tuyết mộ tuyết buông ô giấy dầu ra sau đó cùng lục thủy đi về phía lục gia hai người bước đi không nhanh Tại sao mộ tiểu thư lại ở gần nhà ga? Vừa mới đến làm ít chuyện, không nghĩ tới lại gặp được Lục thiếu gia. Lục thiếu gia ở Hải vực Không Minh có thuận lợi không? Thuận lợi, đạt được cơ duyên không nhỏ. Cơ duyên tiên sơn ở Hải vực Không Minh như thế nào? Ừm, là một lão nhân. Đó là gì? Trên đường đi, hai người vừa trò chuyện vừa chậm rãi đi đến Lục gia. Lục Thủy cố ý đi rất chậm, hắn phát hiện váy của mộ Tuyết hơi dài. Không dễ đi. Không thể giúp nàng xách váy, cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ. Cũng may mưa không lớn. Cũng may dù che mưa có thể hoàn toàn che được Mộ Tuyết. Mặc dù nửa người của hắn đã ướt, nhưng cũng không có gì. Nếu như dưới tình huống bình thường, có lẽ người ướt đẫm chính là Mộ Tuyết. Nhưng hôm nay lại không giống. Mộ Tuyết cố ý tới đón hắn, nếu như tùy ý quấy rối, sẽ để cho Mộ Tuyết thương tâm nàng chắc chắn đã mong đợi rất lâu cho nên cứ coi như hôm nay hắn không có tâm tình đi chân võ chân linh và đinh lương đều đi theo phía sau rất xa không dám tới gần lúc này tới gần không phải là muốn chết sao lúc đi đến lục gia ban đầu mộ tuyết dự định đi đổi váy khác nhưng lại có chút không bỏ được cái này nàng đã chọn rất lâu nhìn rất đẹp có vẻ như lục thủy cũng rất ưa thích nhưng không đổi lại đi ăn cơm là chuyện rất không lễ phép Ở kiếp trước chắc chắn không có vấn đề Nhưng bây giờ còn chưa gã tới Một chút lễ nghi chắc chắn phải tuân thủ Lúc này lục thủy đưa dù cho mộ tuyết Nói Mộ tiểu thư cầm một chút Mộ tuyết không hiểu cho lắm Nhận lấy dù Sau đó lục thủy ngồi sổng xuống Hắn dùng một cái pháp thuật nho nhỏ Không bao lâu sau váy của mộ tuyết đã khô Mặc dù vẫn còn hơi nhăn một chút Nhưng váy của mộ tuyết Cũng không phải là loại phản phiêu vốn có rất nhiều nếp cho nên không có ảnh hưởng gì lớn như vậy mộ tiểu thư sẽ không cảm thấy khó chịu lục thủy đứng lên nhận lấy ô giấy dầu nói trong lòng mộ tuyết có chút nhảy cẩn được rồi lần sau khi đánh lục thủy không nhét biết tất của nàng nữa đa tạ lục thiếu gia mộ tuyết cúi đầu nói cám ơn lễ phép khi cùng lục thủy cũng có thể giảng lễ phép kết hôn thật lâu rồi cũng giảng nên thế sau đó lục thủy vương tay, nói Một viên linh thạch tam phẩm, phiền phức mộ tiểu thư thanh toán một chút Mộ tuyết, chấm 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 Quá đắt rồi, một chút như vậy thôi mà cũng đòi một viên linh thạch tam phẩm Còn không bằng đi cướp luôn cho nhanh Chuyện ngươi ngồi xổm xuống bên dưới ta, sờ sờ váy của ta, ta còn chưa thu phí đâu Đi trên đường, mộ tuyết có chút không cam lòng nghĩ Nàng cảm thấy lúc mình đánh lục thủy, cả hai cái bíp tất đều phải cởi ra không hẳn là nên cởi chính bít tất của lục thủy để cho hắn nếm thử có điều nói đến bít tất nàng lại nhớ tới có một lần lục thủy để nàng mang một đôi vớ dài mỏng màu đen lần đầu tiên mặc rất xấu hổ ai bảo tên biến thái lục thủy này thích chứ những đồ lục thủy thích nàng cơ bản đều đã mặc qua đương nhiên sẽ không mặc đi ra ngoài chỉ mặc ở trong phòng cho hắn ngắm mà thôi hiện tại kể cả là ở trong phòng nàng cũng không mặc nàng muốn chờ lục thủy đến cầu xin nàng hừ 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 trời vẫn đang mưa bọn hắn còn cách chỗ ở của cha mẹ lục thủy không còn bao xa tiền nhân công của lục thiếu gia thật đúng là đắt mà mộ tuyết ghi lại vào sổ sách xong cảm thán nói ra trên người nàng hiện không có tiền phải đợi đinh lương tới trả giúp đương nhiên lục thủy không để ý chút nào nói thân phận của bổn thiếu gia dù sao cũng vẫn còn ở đây thân phận lục thiếu gia của hắn còn đắt hơn một viên tam phẩm ninh thạch nhiều tính phí như vậy đã coi như là giảm giá rồi đi được một hồi mộ tuyết lại nói như vậy lúc lục thiếu gia ra ngoài nếu giúp những nữ nhân khác cũng sẽ thu phí như vậy sao không sợ bị người ta chê cười sao không sợ lục thủy không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước nói bởi vì xưa nay chưa từng giúp mộ tuyết không nói gì thêm hai người sánh vai dưới cơn mưa cùng nhau đi về phía trước lục thủy mặc dù rất muốn khiến cho mộ tuyết khó chịu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho mộ tuyết hiểu lầm mình cái gì hai việc này căn bản không giống nhau mộ tuyết nhẹ nhàng thở ra trong lòng còn tốt còn tốt nhỡ đâu nghe được điều không muốn nghe đêm nay lại không ngủ được kể cả là hắn nói láo chọc tức ta thì ta cũng có thể vì thế mà trằn trọc cả đêm không bao lâu sau bọn hắn đã đi tới sân nhỏ chỗ cha mẹ lục thủy ở, nơi này bị pháp thuật bao bọc, bên trong không có mưa. Sau đó lục thủy và mộ tuyết cất bước đi vào trong vòng vây pháp thuật. Trong nháy mắt khi đặt chân vào, hai người cảm giác được có một trận gió thổi tới. Gió nhẹ quét qua, lục thủy và mộ tuyết cảm thấy tất cả những hạt mưa thấm đẫm trên người trong nháy mắt đều biến mất. Giày hay góc áo vốn bị ướt đẫm đều nhanh chóng trở nên khô ráo. Thua lỗ một viên tam phẩm linh thạch rồi. Đây là ý nghĩ của mộ tuyết. Mẫu thân muốn thu phí ta sao? Đây là ý nghĩ của lục thủy. Tới dùng cơm đi. Đông Phương Lê Âm nhìn lục thủy cùng mộ tuyết đi tới, miễn cười nói. Loại tình huống này, đương nhiên là chuyện tốt, nếu như thật sự không có vấn đề gì, thì nàng muốn đề nghị hai đứa thành thân sớm một chút. Nàng nghĩ mấy vị trưởng lão hẳn là đều đồng ý. Có khi còn hận không thể để chúng nó gạo nấu thành cơm, rút thưởng sớm sớm một chút lục thủy đưa dù cho kỳ khê đang đứng ở một bên sau đó cùng mộ tuyết đi tới đối với lục thủ mà nói đoạn đường này giống như đang đi đến pháp trường vậy chút điểm tâm nhỏ của mẹ hắn còn ăn được nuốt nuốt vài cái là xong rồi nhưng cơm trưa thì không giống mẹ làm đồ rất khó ăn sao sao sắc mặt con lại kém như vậy đông phương lê âm nhìn lục thủy cười nói lục thủy lập tức lắc đầu không có cha thích ăn nhất là đồ mẹ làm Đương nhiên sẽ không khó ăn rồi. Lúc này, Lục Cổ đưa mắt nhìn Lục Thủy một chút, nói: "Con không thích thì hôm nay không cần ăn nhiều, sau này ăn bù lại là được." Lục Thủy hơi bất ngờ, cha hắn hôm nay bị làm sao vậy? Là uống lộn thuốc hay là quên uống thuốc? Lục Thủy đi tới bàn ăn, tiếp đó lông mày hơi nhíu lại, hơi ngạc nhiên nói: "Hoa loa của Hải vực không minh. Thảo nào cha lại nói như vậy." Lục Thủy trong lòng âm thầm nghĩ lục thiếu gia biết sao mộ tuyết bất ngờ đông phương lê âm lên tiếng giải thích đây là do một bằng hữu của mộ tuyết lấy được ở hải vực không minh hương vị quả thực hiếm thấy là một vị tiên tử được ta giúp lúc trước gần đây nàng vừa vặn đến hải vực không minh thuận tiện đưa cho ta một ít mộ tuyết nói thêm nàng lo lắng lục thủy sẽ đoán mò nhỡ đâu lại tưởng bằng hữu kia của nàng là một nam nhân như vậy sẽ không tốt nhất là khi nàng còn nhận tặng vật của người ta. Lục Thủy tuy có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy chuyện này cũng không bất ngờ đến vậy, lấy thực lực của Mộ Tuyết, xác thực sẽ đi lấy đặc sản của Hải Yêu về làm. Về phần quá trình thì hắn không biết. Hoa loa này thật ra ta cũng có. Nói rồi Lục Thủy liền lấy ra một đống lớn hoa loa. Mộ Tuyết nhìn đến ngây ngẩn cả người, đống này so với lượng nàng có còn nhiều hơn gấp mấy lần phải biết rằng hoa loa thật ra cũng là thứ đồ hiếm gặp nàng ở kiếp trước từng đặc biệt đến tận nơi xem qua cũng xác thực hải yêu không phải là không chịu bán nhưng vì sao lục thủy lại có nhiều như vậy con lấy ở đâu ra đấy lục cổ hỏi lần đầu tiên ăn thứ này lục cổ cảm thấy vô cùng kinh hãi vợ hắn thế mà lại có thể làm ra món ăn mỹ vị như vậy về sau biết được thứ đó là từ hải vực không minh mà ra hắn đã liên hệ với không ít người hỏi thăm xem hoa loa lấy ở đâu. Nhưng lại không thu được tin tức gì, nhiều người thậm chí còn không biết hoa loa là thứ đồ gì. Chủ yếu là do chẳng có ai phát rồ đến mức đến hải vực không minh để bắt hải sản cả. Cho nên thứ này căn bản chỉ là ngoài ý muốn có được. Sau đó hắn cũng có tìm người đi vớt thử, nhưng đáng tiếc là không có kết quả gì, điều này cho thấy rõ là hoa loa thật ra khá hiếm. Nhưng mà con của hắn lại có thể mang về nhiều như vậy là tiên sơn cơ duyên a lục thủy nói đây quả thật là tiên sơn cơ duyên của hắn có ý gì lục cổ hỏi có điều hắn thực sự không cảm giác được tu vi của con trai mình có chút cải thiện nào lục thủy giải thích nói ở bên trong tiên sơn cơ duyên có gặp một lão giả chính lão giả đó đã cho ta đống hoa loa này nói đây là đặc sản của hải vực không minh cực kỳ quý hiếm trân quý dị thường Nói ta lấy được thứ này chính là kiếm được lời lớn. Lục Cổ chấm chấm. Đông Phương Lê Âm chấm chấm chấm. Mộ Tuyết chấm ba chấm. Lục Cổ và Đông Phương Lê Âm đều rất kinh ngạc, người khác đến hải vực không minh tìm tới cơ duyên, không phải là ngộ được thứ gì tốt thì cũng là tu vi thăng tiến. Con của mình thì tốt rồi, tìm được đến cơ duyên, nhưng thứ mang về lại là một đống xoắn ốc. Thứ này ăn ngon thì ngon thật nhưng làm sao có thể so sánh được với những cơ duyên đường đường chính chính kia chứ mộ tuyết sực nhớ ra cái gì đó nàng nhớ hoa loa của mình giữa đường cũng bị người khác đoạt đi mất nhóm thiên nữ tông bên kia cũng kết luận là một lão giả cho nên người đoạt hoa loa của nàng thật ra chính là lục thủy mộ tuyết hồi tưởng những việc lục thủy làm khi ra ngoài cảm thấy có chút tức giận đi nhiều ngày như vậy để lại nàng ở nhà một mình chờ đợi cũng coi như xong đi thế mà còn ở sau lưng nàng âm mưu bạo lực gia đình nàng. Còn âm thầm giành giật đồ của nàng, cơ duyên thì cũng là đoạt, lấy đi hoa loa mà nàng thật vất vả mới có được. Vừa rồi còn muốn tính phí với nàng. Thật bực mình mà. Càng nghĩ càng tức giận. Phải đánh lục thủy, chờ đến khi người chỉ còn có một mình ta liền đánh ngươi, không có cơ hội thì đêm này ta chạy tới phòng ngươi đánh ngươi cũng được. Lục cổ lúc này mặc dù cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng sau khi phát hiện ra người được hưởng lợi từ chuyện này chính là hắn thì cũng không nói gì nhiều mặc dù vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng thằng con trai này của hắn gần đây cũng bắt đầu luyện thể rồi coi như còn tốt lòng cầu tiến vô cùng quan trọng ăn xong đông phương lê âm để lục thủy đưa mộ tuyết về lục thủy tự nhiên không có ý kiến hắn cầm dù một đường che chắn mộ tuyết về đến chỗ ở của nàng mộ tuyết mặc dù rất tức giận nhưng ăn xong bữa cơm thì tâm tình đã khá hơn nhiều rồi dù sao thì cũng không thể biểu hiện cho lục thủy nhìn được mộ tuyết nói khẽ dù này trước hết cho lục thiếu da mượn lục thủy trở về cũng cần phải che mưa lục thủy trên đường đi vẫn luôn suy tính không biết làm thế nào để đưa cho mộ tuyết giỏ trúc nhỏ kia nghe thấy lời mộ tuyết nói xong liền này ra một chủ ý sau đó mở miệng nói không biết mộ tiểu thư có thể cho ta chiếc dù này được không ta cảm thấy chiếc dù này khá hợp với khẩu vị của ta chiếc ô này xác thực trông khá đẹp mắt mộ tuyết nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ cũng bắt đầu cảnh giác lên lục thủy có phải lại muốn trêu tức nàng không nhìn thấy mộ tuyết không nói lời nào lục thủy lại hỏi một câu không được sao mộ tuyết nhìn lục thủy cuối cùng gật đầu có thể nàng không biết lục thủy nghĩ thế nào không biết lục thủy muốn trêu tức nàng ra sao nhưng nếu Lục Thủy muốn, nàng sẽ đưa. Được rồi, nhiều lắm là lại bị tức một lần, đêm nay tìm trở về cùng một lúc là được. Nghe thấy Mộ Tuyết nói, trong lòng Lục Thủy cười thầm một tiếng, sau đó nói tiếp. Vậy cái dù này là của ta. Đúng thế. Mộ Tuyết gật đầu. Sau đó Lục Thủy lấy giỏ trúc nhỏ ra đưa cho Mộ Tuyết, ra vẻ không thèm để ý. Bản thiếu gia cũng không thích tham tiện nghi của người khác. Nếu nàng đưa dù tất nhiên phải đáp lễ vậy thì dùng cái này đi lúc đi tiên sơn trùng hợp nhặt được không hề kém hơn dù của nàng mộ tuyết nhìn thấy giỏ trúc nhỏ thì sửng sốt một chút nàng phát hiện cái giỏ trúc nhỏ này rất đẹp đẽ mặc dù chỉ là giỏ trúc bình thường nhưng đẹp mắt là thật cuối cùng mộ tuyết tiếp nhận giỏ trúc nhỏ nó chỉ lớn bằng bàn tay chính là một món đồ trang trí thì ra là muốn đưa ta cái này đưa qua hai ngày lại động thủ đánh là được Mộ Tuyết thầm nghĩ trong lòng, mà lại có chút vui vẻ. Trước kia nàng không phải rất ưa thích những thứ đồ ngủ ngang này, nhưng Lục Thủy lại thích đưa. Sau đó nàng liền thích. Gặp liền sẽ để Lục Thủy mua cho nàng. Mộ Tuyết vốn đang cao hứng, đột nhiên lại nghe được câu nói làm nàng có chút tức giận. Đúng rồi, Mộ tiểu thư còn linh thạch không đó, phải nhớ trả tiền kịp thời, nợ tiền không phải thói quen tốt đâu. Nói xong Lục Thủy quay người rời đi nhìn theo bóng lưng lục thủy mộ tuyết nhẹ nhàng cắn vào không khí thuận tiện nói cắn chết ngươi sau đó quay người trở về phòng nàng muốn bày ra thứ mà lục thủy tặng lúc này băng phượng bị buộc ở trong sân có chút tuyệt vọng nhìn chủ nhân của mình vì sao trời mưa cũng không có người nào quản nó nó là thần thú rất lợi hại rất khi hữu mới đúng truyền thừa huyết mạch nói cho nó biết nó rất tôn quý cao cao tại thượng nhân loại đều muốn chiếm hữu nó nhưng đối với bọn chúng, tự do càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, nếu có cường giả thích hợp thì cũng có thể miễn cưỡng nhận thức làm chủ, dù cho nhận chủ cũng sẽ được cúng bái. Thế nhưng là, vì sao bây giờ nó lại giống như động vật cấp thấp vậy? Còn thảm hơn cả lúc chưa ra đời. Bởi vì tu vi của mộ tuyết hoàn toàn biến mất, băng phượng lại kịp ngạo bất tuần. Đông Phương Lê Âm đề nghị trước tiên cứ buộc đứng băng phượng để nuôi, lúc nào nghe lời lại thả ra nuôi. Tất nhiên Mộ Tuyết không có ý kiến, mặc dù nàng hoàn toàn không hề lo lắng. Nhưng Mộ Tuyết không thể từ chối, đại khái là vì Đông Phương Lê Âm tràn đầy thành ý. Lục Thủy về đến sân nhỏ của mình, sau đó ngồi ở trong đình. Hắn đặt dù sang một bên, dự định suy nghĩ một lát rồi bắt đầu tu luyện. Từ các loại dấu hiệu bên ngoài, Mộ Tuyết đã đến cấp độ muốn đánh ta, trong khoảng thời gian này phải bảo trì trạng thái không lạc đàn. Dù chuyện lớn bị nàng phát hiện cũng không có vấn đề gì việc hắn muốn đối phó với mộ tuyết vốn cũng không phải chuyện hiếm lạ sau khi bị mộ tuyết uy hiếp hắn biết được mộ tuyết không đơn giản là bình thường cho nên chuyện này nhiều lắm sẽ làm cho mộ tuyết có thêm chút hứng thú loại chuyện này nhiều lắm sẽ khiến nàng muốn dành thời gian đánh ta điểm quan trọng ở đây chính là hoa loa lục thủy vừa mới nghĩ qua sở dĩ cô ảnh lão nhân có thể tùy tiện bắt được một đống hoa loa trở về chắc chắn không phải do vận khí tốt, 89 phần 10 là người của mộ tuyết bị cướp. Rõ ràng là do cô ảnh lão nhân sai, tại sao đến cuối ta lại phải cổng nồi. Tóm lại, việc này chắc chắn đã chọc giận mộ tuyết. Lúc lục thủy đưa mộ tuyết trở về, luôn cảm giác có sát khí ẩn hiện. Ai? Thở dài một hơi. Tránh một chút sẽ không có vấn đề gì lớn, nàng không dám quá trắng trợn. Mà dù có muốn đánh cũng không đánh đến ta, từ đó còn có thể chọc nàng. Sau đó Lục Thủy không suy nghĩ những chuyện này nữa, hắn lấy ra hai tấm phù văn, dự định luyện thể một lát. Một tấm là Bách Hải phù văn, một tấm là Thiên Trọng phù văn. Bởi vì không chạy bộ, nên chỉ có thể dùng cái này một chút. Dán phù văn lên trên người, Lục Thủy nhắm mắt lại, cảm thụ áp lực mà phù văn mang đến cho thân thể. Một cái áp lực trọng lượng đối với nhục thân, một cái là sức mạnh đè ép của không gian. Hai loại áp lực sẽ làm cho thân thể của hắn có hiệu quả rèn luyện nhất định. Lúc lục thủy đang tu luyện, chân võ đi đến sân nhỏ của lục thủy. Sau khi nhìn thấy lục thủy đang tu luyện, hắn liền an tĩnh đứng ở phía xa. Tất nhiên hắn không dám đến quấy rầy lục thủy. Tất nhiên cũng sẽ không bị nước mưa làm ướt nhẹp. Thời gian tiếp tục trôi đến chạng vạn tối. Thiên trọng phù văn và bách hải phù văn trên người lục thủy mất đi hiệu quả rất xuống đất, sau đó tiêu tán trên không trung quả nhiên hiệu quả kém hơn nhiều so với chạy bộ trong lòng lục thủy thở dài hiệu quả này còn không bằng một phần ba khi chạy bộ trước đó nghĩ như vậy lục thủy lại đột nhiên sờ lên răng dường như có chút cảm giác ngứa nhưng hắn không hề để ý mà quay qua nhìn về phía chân võ nói chuyện gì hắn đã sớm biết chân võ đến chân võ lập tức đi đến trước mặt lục thủy nói thiếu gia lạc phong gửi thư Nội dung. Lục Thủy hỏi, lần trước hắn để Lạc Phong tra một số thứ, tất nhiên cũng hy vọng nhìn thấy kết quả. Đúng là hoa tiên thuộc về Viễn Cổ Tiên Đình, nhưng lại không tra được tài liệu liên quan đến hung thú ở Thảo Nguyên Hoang Vu. Lạc Phong đã thử điều tra rộng ra từ quyển sách ghi chép tà thần kia, nhưng lại không có kết quả chính xác, thậm chí còn không thể tính là suy đoán. Cho nên, sẽ không thể tra ra được lai lịch của hung thú ở chỗ của hắn nhưng là lạc phong đề nghị thiếu gia liên lạc với lục gia nếu như lục gia chịu nói có thể sẽ có một chút đáp án gần nhất lục gia cũng đang điều tra về hung thú kia chân võ nói lục thủy có chút ngoài ý muốn lục gia đang điều tra là tộc trưởng ta đã hỏi qua quả thật bọn họ đã có chút thu hoạch nguồn gốc phong ấn hạch tâm ở thảo nguyên hoang vu đến từ tiên đình đây là đáp án có được gần nhất chân võ nói lục thủy không nói gì nếu như kết hợp với truyền thuyết từ quyển sách kia của lạc phong như vậy đúng là có thể xác định hung thú là thành viên của tiên đình biết tại sao cha ta lại muốn điều tra không lục thủy hỏi chân võ lắc đầu chuyện của tộc trưởng ta không dám hỏi đến lục thủy nhíu mày cha không thể nào phát hiện được khí tức của hung thú kia càng không có khả năng biết mẹ sinh bệnh bởi vì đối phương cho nên bởi vì sự tồn tại của hung thú kia mới làm cha chú ý. À, có thể là do bệnh dịch bắt đầu từ bên kia, mà bên kia vừa vặn có hung thú. Cho nên phải chú ý để phòng vạn nhất. Trong lòng Lục Thủy có suy đoán. Dựa vào sự quan tâm của cha đối với mẹ, tuyệt đối sẽ làm như thế. Như vậy thì tại sao Tiên Đình lại muốn nhằm vào mẹ ta? Không, suy rộng ra, vì sao Tiên Đình lại nhằm vào Lục gia? Thái Dương chi tử cũng là như thế nghĩ như vậy, Lục Thủy mở miệng hỏi. Thái Dương chi tử thuộc về thế lực nào? Thái Dương thần điện. Mà Thái Dương thần điện thuộc về một thần hệ thống nhất ở phương Tây, tên là Bất Lạc thần chúng. Đây là kết quả điều tra của Lục gia, sẽ không sai. Chân võ trả lời. Thần hệ. Thần chúng. Lục Thủy có hơi nghi hoặc một chút. Chân võ gật đầu. Đúng vậy thiếu gia. Lục Thủy nắm tay tựa ở trên mặt bàn. Sau đó nâng má suy nghĩ. Cái gọi là thần hệ này không phải là đám bệnh tâm thần tự xưng là thần minh kia chứ? Hắn còn nhớ phương Tây có một hệ thống tu luyện, trong tên hệ thống có chữ thần, nhưng đây chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Ví dụ như bên trong hệ thống tu đạo, tứ giai gọi là minh thần. Chân võ dám nói mình là thần sao? Nhưng mà đám bệnh tâm thần lại dám. Được rồi, tứ giai của bọn hắn không gọi là minh thần. Về phần gọi là cái gì? Ai mà biết được, tiểu cảnh giới thì có gì mà để ý. Chỉ có từ sau lục giai trở đi mới có khác biệt rõ ràng. Có điều chuyện này khiến Lục Thủy nhớ tới quyển sách con đường thành thần kia. Giáo dục thành thần bắt buộc là 900 năm, không biết có phải là con đường hay không. Sau lục thủy cũng không suy nghĩ đến chuyện bất lạc thần chúng nữa, nếu như lúc trước hắn có thể bắt được Thái Dương chi tử, ngược lại có thể tiếp tục tra được. Hiện tại muốn tra không phải chuyện dễ dàng gì. Chuyện bên phương Tây không phải muốn tra là tra được. Còn có phát hiện gì không? Lục Thủy hỏi. Chân võ gật đầu. Có, Lạc Phong bên kia không cung cấp được tin tức về hung thú, nhưng hắn tra đến được một chỗ, gọi là binh mộ. Theo như Lạc Phong nói, chỗ đó có liên quan đến viễn cổ tiên đình. Hắn biết được từ một quyển sách cổ, nhưng không rõ thực hư. Trên đó viết là phản đồ tiên đình đã làm đế tôn tức giận, bị đế tôn một chiêu phong ấn ở bên dưới binh mộ. Kiếp trước Lục Thủy gần như không ra ngoài, cũng không có đi tìm hiểu chuyện của ngoại giới, đế tôn gì đó kia, hắn thật không biết. Khi đó cũng không có thế lực lớn như vậy vây công Lục gia. Ngẫu nhiên cũng có người tới khiêu khích. Nhưng kết quả hoàn toàn không đáng nói. Mỗi người đều là có đến mà không có về. Đại trưởng lão nhà mình có ra ngoài giải quyết hay không thì hắn không biết, dù sao còn cách khoảng thời gian đó rất xa cho nên hắn với mộ tuyết đều không ra ngoài tìm người gây phiền phức có đáng tin không lục thủy tự cắt ngang suy nghĩ của mình hỏi lạc phong nói rằng chuyện phản đồ với đế tôn độ tin cậy rất thấp nhưng chỉnh thể sự việc thì hẳn là thật nguyên nhân cụ thể là gì thì hắn không biết hắn còn nói gần đây ở binh mộ có ma binh hiện thế nếu như thiếu gia muốn tìm hiểu thực hư thì có thể đi xem thử à lạc phong cũng có điều tra thời gian binh mộ rất có thể là vào khoảng trước hoặc sau khi tiên đình xuống dốc hắn nói là nếu chuyện phong ấn này xảy ra vào khoảng thời gian đó thì khả năng còn có ẩn tình bên trong cụ thể là gì thì hắn không tưởng tượng ra được chân võ nói đối với suy đoán của lạc phong lục thủy cũng không có đưa ra đánh giá gì mà chỉ nói chuyện tiên đình xuống dốc kia có ghi chép gì về nó không lục thủy nhớ là bất bại tiên đình biến mất trong thời gian trường hà bây giờ nhìn lại trạng thái của hoa tiên có vẻ như là bất bại tiên đình đang muốn ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, có ngóc đầu trở lại hay không không phải là chuyện hắn để ý, chuyện hắn để ý chính là việc này liệu có nguy hại gì đến mẹ hắn hay không. Hắn muốn bóp chết tất cả nguy hiểm trước khi nó thực sự xảy ra. Tóm lại trước tiên phải tra rõ ràng đã. Chân Võ lắc đầu. Ta đã đến Tàng Kinh Các hỏi qua một vài tiền bối, bọn hắn cũng không biết, mà ở Tàng Kinh Các cũng không có ghi chép gì lục thủy không nói gì thêm sách ở tàng kinh các hắn đã xem hết rồi tuy có vài cái không nhớ rõ nội dung nhưng cũng sẽ có chút ấn tượng cho nên hỏi tàng kinh các gần như không có lợi ích gì hiện tại tình huống của binh mộ bên kia như thế nào lục thủy hỏi có vẻ như đang nổi lên tranh chấp giống như có người muốn tự đi vào nhưng lại có người nói để thế hệ trẻ tuổi đi vào tạm thời không có kết luận vẫn đang tiếp tục điều tra chân võ đáp do dự một chút, chân võ lại nói. Gần đây ở binh mộ có truyền ra một vài âm thanh, thiếu gia có muốn nghe không? Lục thủy hơi bất ngờ. Ở binh mộ có âm thanh truyền ra? Có. Là gì? Chân võ nhìn lục thủy một chút, hơi do dự, xong dường như xúc động lên, nói. Cụ thể là như này, các cháu của ta, gia gia đã trở về rồi. Các ngươi bây giờ còn có ai có thể uy hiếp ta sao? Không có, Gia Gia cảm thấy một người cũng không có, thật thất vọng, thật đau lòng mà, thật đúng là rèn sắt không thành thép mà. Ha 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 ha, một đám trẻ ranh. Gia Gia muốn tự do, ai có thể uy hiếp được Gia Gia đây? Gia Gia cảm thấy thật tịch mịch. Ai là thiên kiêu số một đương thời? Đến đây, đến đây đi. Các ngươi có kiêu dương tuyệt thế sao? Có sao? Không có, các ngươi cái gì cũng không có, chỉ là một đám trẻ ranh rác rưởi tất cả đều tới đây quỳ xuống gọi một tiếng cha đi ai không đến chính là con cháu của ta ha 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 ngừng một chút chân võ nói đại khái là như vậy khả năng là ta cười không đủ tùy tiện lục thủy chấm ba chấm cái thứ đồ gì thế cuối cùng lục thủy bình tĩnh nói ma binh này có ý thức sao chân võ gật đầu hắn thật không thể nào hiểu được cái ma binh kia nghĩ gì chỉ có thể cảm thán một câu không hổ là ma binh. Hẳn là như vậy, nếu như không phải thì cũng đại khái là vật gì đó tương đối lâu đời, xem bộ dáng kia, chính là không sợ uy hiếp, không sợ cường giả. Rất nhiều lão tiền bối đều cố kỵ điểm này, cảm thấy nếu đi mà đánh không lại, thì không gánh nổi mặt mũi, danh dự cả đời sẽ bị hủy sạch. Lục thủy cũng cảm thấy hiếu kỳ, cái ma binh gì đó này lại phách lối như vậy, sau đó lục thủy nhìn chân võ, nói Hắn có nhắc tới thiên kiêu đương thời thiên kiêu số 1, là lưu hỏa sao? Chân võ do dự một chút. Nếu như không tính mấy lão tiền bối, thì hẳn là lưu hỏa. Lục thủy không nói gì, chỉ phất tay, ra hiệu chân võ rời đi. Chân võ không dám hỏi nhiều, lưu hỏa không đi đại thái sẽ bị xem thành con trai của cái kia, nhưng lưu hỏa với thiếu gia thì có quan hệ gì? Không biết thiếu gia có để ý hay không? Lục thủy sẽ đi sao? Đương nhiên là đi rồi, nguyên nhân không phải là vì ma binh kêu gào gọi hắn tới, mà quan trọng là, nó có ý thức, chỉ cần chọc được liền có thể biết được một số việc thời kỳ viễn cổ. Đây chính là một bộ sách lịch sử sống đó. Tốt, cứ như vậy đi, chờ chân võ bên kia có tin tức rồi nói tiếp. Sau đó lục thủy định trở về phòng ngủ một giấc, thuận tiện tu luyện thiên địa trận văn luôn, tranh thủ tăng nhanh sức mạnh. Hữu vi pháp đại khái cũng có chỗ cải thiện một hai ngày nữa liền có thể lên 3.6. Đạt đến tứ giai rồi, sẽ có thể có thêm không ít vi năng. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để đánh mộ tuyệt, còn phải tăng cường tu luyện thể thuật nữa. Mục tiêu là trong một năm có thể xử lý được mộ tuyết. Cuộc sống sau này mặc dù có thể có chút mệt mỏi khổ sở, nhưng là vừa lòng thỏa ý, dù sao thì đỉnh phong nhân sinh cũng đã đi qua rồi. Lúc lục thủy định vào nhà, đột nhiên có một vệt kim quang phóng lên tận trời. Lục thủy quay đầu nhìn qua, có chút ngoài ý muốn nói. Công đức chi lực. Lục gia có người nào mang nhiều công đức như vậy sao? Lục thủy hồi tưởng lại một lúc mới nhớ ra. Đông phương tra tra. Chật chật, phúc duyên cũng thật dày. Nếu như có thể gọi ta một tiếng biểu ca, ta còn có thể cho ngươi lật gấp 10 lần. Đáng tiếc. Oanh. Bất chợt, lượng kim quan tăng vọt, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Lục thủy chấm ba chấm. Nhanh như vậy mà Đông Phương Tra Tra đã ôm được đùi mộ tuyết rồi. Có thể cho Đông Phương Tra Tra lật gấp 10 lần như vậy, cũng chỉ có một người là mộ tuyết. Thôi đi, nếu gọi ta một tiếng biểu ca, ta còn có thể tiếp tục gấp lên 10 lần nữa. Nói như vậy xong, lục thủy liền bung dù, đi về phía kim Quang Ánh sáng công đức lớn như vậy, hắn muốn đi qua nhìn một chút, ở kiếp trước số lần hắn gặp công đức chi lực cũng không nhiều. Kiếp trước, Đông Phương Tra Tra đương nhiên cũng không có công đức bàn thân khoa trương như vậy. Cũng không biết người nàng chôn là loại hòa thượng nào. Đối phương có thể thật sự là cả đời làm chuyện tốt, hoặc là một chuyện lớn bất truyền nào đó. Cuối cùng, công đức ở lại trên thân xác cho người hữu duyên, chỉ cần người hữu duyên này mai tán hắn là đủ. Đông Phương Tra Tra có thể thu được phúc duyên lớn như này, có lẽ không thoát được quan hệ với tính cách của nàng đi. Mộ tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy ánh sáng công đức kia sau đó để Đinh Lương giúp nàng bung dù đi qua nhìn một chút. Vợ chồng lục cổ tự nhiên cũng nhìn thấy, kim quang lóa mắt như vậy, khí tức đặc biệt như thế, hai người đương nhiên nhìn thấy rất rõ ràng. Phúc duyên của trà trà thật sâu. Đông Phương Lê âm cười nói. Lục cổ cũng cười. Vận khí của Đông Phương dạ minh thật sự tốt mà, có đứa con gái ngốc như vậy. Đông Phương Lê âm vui vẻ nói. Con của chúng ta cũng ngốc mà, Đáng tiếc là không có nhiều phúc duyên đến như vậy. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể cùng mộ Tuyết sống thật tốt qua quãng thời gian sau này là được." Lục Cổ mang theo ý cười nói. "Dù sao thì chúng ta làm cha mẹ, còn có thể che gió che mưa giúp nó." Đông Phương Lê Âm kéo tay Lục Cổ, mặt tràn đầy ý cười. Hai người che dù, bước vào trong mưa. Phía sau núi, nhị trưởng lão nhìn Kim Quang, có chút ngoài ý muốn. Cái đứa ngốc này thật sự là nhiều phúc duyên mà, ta đã giúp nàng một tay, thế mà vẫn còn có người đưa tay ra giúp nữa. Con gái của Lê Âm sau này liệu có ngốc giống như nó không nhỉ? Đông Phương gia sinh nữ hoa tử, ai, thật đáng buồn. Nhị trưởng lão vẽ mặt một lời khó nói hết. Hương Dụ đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn gian phòng của trà trà đang tỏa sáng, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng cũng may mà đây là lục gia. Nếu đang ở nơi hoang dã thì nên làm gì? các nàng nhất định sẽ bị để mắt tới. Động tĩnh quá lớn. Tại Đông Phương Gia cũng không có vấn đề gì, có vấn đề cũng sẽ do đám người tộc trưởng đau đầu. Nhìn kiểu gì Lục Gia cũng khó có thể có ý nghĩ dư thừa. Hương Dụ thầm nghĩ trong lòng. Thế lực của Lục Gia rất lớn, nếu muốn thứ này thì rất dễ dàng. Cho nên Hương Dụ cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Lúc này Hương Dụ phát hiện có người đến, lần lượt có 5 người đi vào trong sân chính là cả nhà lục gia và thị nữ gần như tất cả thành viên hạch tâm của lục gia đều tới hương dụ không dám thất lễ lập tức tiến lên hành lễ lục tộc trưởng lục phu nhân lục cổ gật đầu nói không cần quá khẩn trương bây giờ đúng là hương dụ rất khẩn trương tộc trưởng lục gia vốn là nhân vật lớn cộng thêm tiểu thư nhà nàng còn đang ở trong kỳ ngộ dưới tình huống như vậy bị nhân vật lớn nhìn chằm chằm có thể không sợ hãi sao đã thông báo cho cha trà trà chưa lục cổ hỏi mặc dù không biết lục tộc trưởng có ý tứ gì nhưng hương dụ vẫn trả lời vẫn chưa nói cụ thể chỉ nói là được kỳ ngộ rồi bế quan lục cổ gật đầu mang theo ý cười nói vậy thì tạm thời không cần nói cho hắn biết qua mấy ngày ta sẽ đến bái phỏng cha trà trà lúc đó ta sẽ tự mình nói hương dụ lập tức đáp vâng Đông Phương Lê âm mỉm cười không nói gì. Nàng biết chồng mình muốn đi tìm anh của nàng tính sổ sách, việc này nàng không tiện ngăn cản. Cứ giả vờ không biết là được. Lục Thủy đứng ở phía sau cha mẹ, còn mộ tuyết thì đang đứng ở dưới dù của hắn. Đinh Lương rất tự giác lui ra ngoài. Nhưng mộ tuyết và lục thủy khó có thể thì thầm với nhau. Trưởng bối còn đang ở trước mặt, dễ dàng bị bọn hắn chê cười. Rất nhanh sau đó ánh sáng bắt đầu tán đi, chuyện này mang ý nghĩa đông phương trà trà đã đến điểm cuối của cơ duyên khi ánh sáng tán đi hai mắt đông phương trà trà vốn đang nhắm lại đột nhiên mở ra sau đó nàng hưng phấn phát hiện tu vi của mình tăng vọt vẻ mặt đông phương trà trà đầy kinh ngạc sau đó cười ra tiếng ha 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 ta chính là thiên tài sau đó đông phương trà trà trừng mắt nhìn nàng phát hiện mắt phải của mình hình như đang phát sáng đông phương trà trà tò mò lấy ra tấm gương soi thử Tấm gương này là do hương dụ chuẩn bị cho nàng, nói là con gái mọi nhà thỉnh thoảng sẽ cần đến gương. Quả nhiên hương dụ nói đúng rồi. Nhưng sau khi soi gương, lông mày đông phương trà trà nhíu lại. Nàng phát hiện mắt phải của chính mình không chỉ sáng lên, mà còn biến thành màu vàng. Thức tỉnh huyết mạch, thiếu nữ dị đồng. Ta không phải là con ruột của cha ta. Đông phương trà trà rất kinh ngạc, sau đó nàng nghĩ tới điều gì, lại nói. Không đúng, ta đã từng làm qua giám định cha con, đúng là con ruột của cha ta. Ừm, vậy ta không phải con ruột của mẹ. Cũng không đúng, ta cũng đã làm giám định thân tử, ta là do mẹ ta sinh. Ồ, ta đã biết, mẹ ta không phải người, nàng là yêu tộc dị đồng. Lần này không sai. Đông. Cửa trực tiếp bị đẩy ra. Ngươi đang nói loạn cái gì đó? Đông Phương Lê Âm đẩy cửa ra, nghiêm túc nói nào có con cái lại hoài nghi mình không phải con ruột còn nói mẹ của mình là yêu tộc nhưng vừa mới tiến đến đông phương lê âm liền ngây người ánh mắt ngươi thế nào đông phương trà trà cũng giật nảy mình tấm gương rơi xuống mặt đất lúc này lục thủy cũng đi đến tất nhiên hắn cũng nhìn thấy con ngươi màu vàng ống của đông phương trà trà sau đó có chút kinh ngạc nói tà vương chân nhãn tà vương chân nhãn những người khác có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lục thủy bọn hắn không rõ tại sao lục thủy ngay lập tức liền biết được tên của con mắt này đông phương tra tra cũng tò mò nói cái gì là tà vương chân nhãn thân là cặn bã thì nên xem nhiều sách lục thủy nói là trà trà mà đông phương trà trà giải thích một câu lục thủy không thèm quan tâm tiếp tục nói tà vương chân nhãn được gọi là con mắt mạnh nhất có thể vọng đoán hư thực xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất của thế giới những hư ảo vạn vẹo của thế giới sẽ không thể ẩn trốn trước tà vương chân nhãn. Phát động chú thuật là nổ tung đi, hiện thực. Vỡ nát đi, tinh thần. Biến mất đi, thế giới này. Lục thủy nói xong, những người khác đều sửng sốt. Nhất là khi lục thủy nói đều rất chút nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. Làm cho người ta không khỏi tin ba phần. Đông phương trà trà đã gần như muốn niệm chú ngữ một lần, nhưng lúc này Đông Phương Lê Âm đột nhiên hỏi. Những nội dung này xem ở đâu? Xem trên mạng. Lục Thủy trả lời. Rất nhiều năm rồi mà hắn vẫn nhớ được, đúng là không dễ dàng, phí mất không ít tế bào não. Lục cổ nhìn Lục Thủy, cuối cùng đưa tay nhấc Lục Thủy lên ném đến nơi hẻo lánh trong gian phòng. Vừa rồi hắn thiếu chút đã tin. Mộ tuyết ở phía sau nín cười. Thứ này nàng có biết, ở kiếp trước Lục Thủy từng dẫn nàng ôn tập qua, nhưng không nghĩ tới lục thủy lại dám nói ra ngây ngốc lục thủy có chút bất đắc dĩ kỳ thật hắn cũng không nói sai con mắt công đức dị hóa này đúng là có chút ý vị như vậy phải xem dùng như thế nào đông phương lê âm ở bên kia nghiên cứu sau đó nói trong mắt có một luồng sức mạnh kỳ quái chắc hẳn là công đức diễn hóa ra thử xem có thể sử dụng ra hay không đông phương trà trà gật gật đầu sau đó bắt đầu sử dụng sức mạnh của con mắt tiếp theo từ trong ánh mắt của nàng xuất hiện một đoàn sương mù màu vàng lục cổ chọc chọc sau đó nói có thể chạm được nhưng không có chút quy lực nào nếm thử ngưng tụ xem đông phương lê âm nói sau đó sương mù ngưng tụ thành hình dạng vuông vức lần này ngưng thật rất nhiều có thể điều khiển lưu động trên dưới sao. đông phương lê âm nói tiếp sau đó khối lập phương trôi nổi đông phương lê âm gật đầu Đại khái là năng lực cụ hiện. Nếu như cụ hiện ra một thanh kiếm, có lẽ có thể ngự kiếm phi hành. Nghe được ngự kiếm phi hành, hai mắt Đông Phương trà trà sáng lên, lập tức để kim quang biến thành một thanh kiếm, sau đó nhảy lên, ý đồ làm cho mình bay lên. Nhưng vừa mới nhảy tới liền nghe được một tiếng răng rắc, sau đó kiếm gãy, người cũng ngã xuống. Bịch, người ngã lăn xuống đất. Á, à, đau. Thấp như thế cũng ngã đầu óc của đông phương tra tra đúng là không được lục thủy nhìn thấy liền không muốn nói chuyện muốn ngự kiếm phi hành làm sao có thể dễ dàng như vậy lục cổ nhìn xuống nói kiếm cần tạo dựng chỉ có hình thái là không đủ giống như dùng huyền thiết rèn đúc thành kiếm có người ngự kiếm nhưng ngươi có thấy người nào ngự huyền thiết không vậy có phải ta nên học rèn đúc hay không đông phương trà trà đứng lên nói biết cấu tạo của kiếm là được Đông Phương Lê Âm ở một bên nói: Đông Phương Trà Trà đầy vẻ không tình nguyện, lại phải bế quan. Nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai làm cho ngươi đồ ăn ngon, ăn xong lại bế quan. Đông Phương Lê Âm nói: Đông Phương Trà Trà nghe được thì rất vui vẻ, bế quan rất im lìm. Lục Thủy không nói gì thêm. Con mắt công đức không chỉ có những năng lực này, nhưng những thứ khác Đông Phương Trà Trà sẽ không học được. Thuận theo tự nhiên đi nghĩ như vậy lục thủy sờ lên răng của mình không biết có phải là ảo giác hay không luôn cảm thấy có chút ngứa mà lại ẩn ẩn đau đớn kỳ quái tu vi tam giai lại có thể đau răng sao lục thủy không hiểu lắm nhưng chỉ là tình huống xảy ra khi hô hấp không có gì đáng phải chú ý ngày hôm sau cỏ bên bờ sông xanh mượt xem ta múc lấy cá đây đông phương trà trà đưa hai tay luồn vào trong dòng nước thử nâng con cá trong sông lên đáng tiếc đến đuôi cá cũng không đụng vào được. Hừ. Đêm qua mưa gió ầm ầm, mà con cá trong sông còn cố liều chết với ta à. Bụt. Đông Phương trà trà trực tiếp vươn tay chọc một cái, một đầu cá khá lớn bị nàng tóm lấy. Đông Phương trà trà nhìn con cá trong tay, vẻ mặt đắc ý. Với chút tài mọn này của ngươi mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt trà trà ta. Lúc này con cá đang đóng mở miệng liên tục, cái đuôi còn không ngừng quẩy đạp. Đông Phương trà trà giơ tay đập đầu con cá mấy lần, nói Loại cá như ngươi mà còn dám miệng lưỡi rêu rao như vậy, ta thấy ngươi đây là không để ta vào trong mắt. Sau đó Đông Phương trà trà bóp càng mạnh hơn. Hương Dụ ở một bên quan sát, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết cũng đứng ở một bên nhìn xem, Lục Thủy hoàn toàn không hiểu Đông Phương trà trà vì sao lại có thể chơi đến vui vẻ như vậy. Mộ Tiểu Thư có cảm thấy, dáng vẻ của đông phương trà trà không được thông minh lắm hay không lục thủy hỏi mộ tuyết đứng bên cạnh mộ tuyết suy nghĩ một chút nói hẳn là do quá thông minh đi mộ tuyết vừa nói xong cá trong tay đông phương trà trà đột nhiên thoát được nhanh chóng quất đuôi cá lên mặt đông phương trà trà bịch một tiếng a à, đau đông phương trà trà không đứng vững trực tiếp ngã xuống sông sau đó còn nhổn dậy hướng về phía con cá vừa chạy thoát kia mắng một tiếng yêu nghiệt to gan mộ tuyết nhất thời không nói ra lời cuối cùng thở dài một tiếng nói có lẽ là thông minh ngầm đi lục thủy không nói gì thêm hắn suýt nữa đã bị đông phương tra tra chọc cho cười thành tiếng nhưng lại kiềm chế lại việc cười ra tiếng này rất ảnh hưởng tới uy nghiêm đại thiếu gia của hắn đương nhiên cùng mộ tuyết kết hôn xong thì sẽ không cần phải bận tâm nhiều như vậy nữa sau khi kết hôn mộ tuyết còn học được cách nũng nịu giả ngây thơ với hắn cơ mà giờ nàng biết sao trong đầu toàn chém chém vết vết. từng sau khi kết hôn thì còn nửa đầu chém chém vết vết. sau đó lục thủy không để ý đến đông phương tra tra bên kia nữa mà cất bước đi bộ dọc theo bờ sông mộ tuyết tự nhiên cũng theo sau đông phương trà trà đã có hương dụ ở đó trông coi đương nhiên sẽ không có vấn đề gì lục thiếu gia gần đây có muốn đi ra ngoài không trên đường đi Mộ Tuyết hỏi, nàng không thích Lục Thủy ra ngoài. Lục Thủy lắc đầu. Không biết, chuyện này phải xem ý cha ta với tam trưởng lão, hai người này bắt ta phải ra ngoài thì ta cũng không có cách nào. Mộ Tuyết gật đầu, nàng cũng biết, thế nhưng nàng vẫn muốn Lục Thủy ở nhà, bên ngoài nhiều dụ hoặc như vậy, lại không thể gặp nhau mỗi ngày, có gì tốt đẹp chứ? Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, mỉm cười nói. Mộ tiểu thư không muốn để ta ra ngoài sao? mộ tuyết lắc đầu chẳng qua là cảm thấy lục thiếu gia tuổi còn trẻ mà đã có thể ngao du tứ phương thật là lợi hại ta ở mộ gia nhiều năm như vậy cũng chưa ra ngoài được mấy lần ở lục gia cũng thế cho nên có chút hâm mộ lục thiếu gia lục thủy hơi sửng sốt hắn phát hiện quả thật đúng là như vậy mộ tuyết từ khi gã tới chưa ra ngoài được mấy lần hồi trước mỗi một lần ra ngoài đều là đi cùng với hắn nơi đi nhiều nhất đại khái chính là chỗ của hải yêu kia đến để mua đặc sản bọn hắn chính là cứ như vậy mà chung sống cùng với nhau trải qua năm tháng vô tận thấy chán sao lục thủy đột nhiên hỏi mộ tuyết lắc đầu còn tùy hoàn cảnh người ta tưởng niệm có thể cũng tưởng niệm ta cùng ở chung một chỗ với ta đó chính là nơi ta thuộc về có lẽ một nơi như vậy thôi cũng đủ để trở thành cả thế giới đối với ta ngừng một chút mộ tuyết lại nói không biết lục thiếu gia có từng để ai trong lòng mà tưởng niệm như vậy không lục thủy lắc đầu hắn không tưởng niệm ai bởi vì người đó vẫn luôn ở bên cạnh hắn cho nên không cần tưởng niệm cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu nhất định sẽ gặp nghĩ như vậy lục thủy liền nhìn mộ tuyết một chút mộ tuyết hơi cúi đầu sau đó nhỏ giọng nói lục thiếu gia có từng suy nghĩ qua về bộ dáng người vợ lý tưởng của mình chưa Nàng thật ra rất tò mò, kiếp trước, sau khi kết hôn, nàng cũng từng hỏi lục thủy câu này. Khi đó, hắn vẫn luôn chỉ cho nàng một đáp án. Đó chính là bộ dáng của nàng. Thân cao 1m6. Lục thủy đột nhiên nói. Mộ tuyết nghe xong liền cảm thấy vui mừng, rốt cuộc cũng có thể biết. Sau đó nàng vô thức tự so sánh, nàng so với 1m6 thì cao hơn một chút, nhưng cũng không khác mấy. Nặng 50 cân. Ừm, Nàng cũng gần gần như vậy, nặng hơn một hai cân thôi, không biết có nên giảm béo hay không. Giảm đi. Nhỏ hơn ta từ 1 đến 3 tuổi. Ta 19, Lục Thủy 20, vừa vặn kém 1 tuổi. Tóc màu đen, dài vừa phải. Màu đen, dài vừa phải. Mộ Tuyết hình dung lại tóc mình một chút, từng hơi dài rồi, lát cắt bớt đi vậy. Cuối cùng là dính người. Mộ Tuyết gật đầu, nàng rất dính người cái này không sợ. Còn có dáng vẻ mặt đồng phục phải đáng yêu, thích an tĩnh ngồi đợi ở một góc, mặc dù thành tích ưu tú nhưng lại hơi ngốc manh, nấu ăn tốt, dễ bị kinh sợ, dáng vẻ tức giận đáng yêu, không đáng sợ, lúc nhận được mấy lễ vật nhỏ nhỏ sẽ đặc biệt vui vẻ. Mộ tuyết nghe đến hoang mang. Cái này đều là cái gì không vậy? Sau đó lục thủy nhìn về phía mộ tuyết, nói. Còn có một điều quan trọng nhất. Mộ tuyết nhìn lục thủy, Hiếu Kỳ hỏi: "Là gì vậy? Phải là nam nhân?" Lục Thủy nói. Mộ Tuyết nghe xong, sững sờ, cơn giận từ trong lòng bùng lên, trực tiếp đạp lên Lục Thủy mấy cái. Nàng cảm thấy rất tức giận, có cảm giác Lục Thủy đang đùa bỡn nàng. Nếu như là nghiêm túc, vậy thì càng đáng giận hơn. Một lúc sau Lục Thủy mới cảm nhận lại được chân của mình, Mộ Tuyết động cước quả thật là độc ác mà. Lục thiếu gia nếu không muốn nói thì có thể không nói. Mộ Tuyết đứng một bên lạnh lùng nói. Nàng đạp Lục Thủy xong cũng không hề rời đi, mà đứng ở bên cạnh nhìn Lục Thủy đau đớn. Chủ yếu là vì không muốn để Lục Thủy kêu ra tiếng, cho nên nàng mới đứng lại. Nàng vừa đi, Lục Thủy chắc chắn sẽ kêu lên. Giờ hắn có đau cũng phải kìm nén. Cho hắn tức chết. Lục Thủy lắc đầu. Thật ra cũng không phải không muốn nói chỉ là loại hình lý tưởng của ta khá bình thường mộ tuyết nhìn về phía lục thủy không nói gì dường như muốn lục thủy tự mình nói ra lục thủy không thể làm gì khác nhận mệnh nói người ta thích là người cũng thích ta trong lòng nàng ta chính là một nửa lý tưởng nhất của nàng mộ tuyết nghe xong nhất thời không biết nói cái gì đây không phải là đang nói nàng hay sao cho nên nàng quả nhiên không thể làm loạn nhỡ đâu lục thủy không thích thì sẽ không tốt Mộ tuyết quay người về hướng tiểu trấn, bước đi, thuận tiện nói. Trên trấn mới mở một cửa hàng điểm tâm, để ta mời lục thiếu gia một bữa. Đại điện lục gia. Tam trưởng lão nhìn người đang đứng bên dưới, nói. Ma binh. Đúng vậy, chiến lực của ma binh là vô thượng, có ghi chép ghi rằng, bên trong viễn cổ tiên đình từng có người nắm được ma binh trong tay, khiêu chiến vô số thiên binh thiên tướng. Ngay đến thiên tiên cũng không địch nổi càng khiến người ta kinh ngạc chính là người kia chỉ là một tu chân giả bình thường một vị lão giả nói ồ tam trưởng lão hứng thú nói vậy phải là dạng người nào mới có thể được ma binh chấp nhận muốn sử dụng ma binh thì cái giá phải trả lớn đến đâu lão giả tự nhiên đã sớm hiểu rõ ràng tường tận nói nghe nói là chỉ cần nó cảm thấy thuận mắt là được mặc dù hơi thiển tận nhưng cũng có nghĩa là ai cũng có thể nắm giữ ma binh về phần cái giá phải trả thì không rõ lắm, có vẻ như là lúc sử dụng thì tùy vào mức độ mà nhận lấy đau nhức kịch liệt. Điểm duy nhất có thể xác định được chính là quyền sử dụng ma binh được truyền lại theo dòng dõi, nếu người sử dụng lúc trước không có con cháu gì thì người khác mới có thể có cơ hội nắm giữ. Tam trưởng lão mỉm cười. Nói như vậy là có thể để cho thằng nhóc Lục Thủy kia đi một chuyến. Có điều những lão già ở ngoài kia cũng đang nhìn chằm chằm binh mộ đúng không? Lục gia nếu muốn tham gia đương nhiên cũng phải có nhân thủ, lần này ngươi tự mình đi đi. Nhiệm vụ của ngươi, ngươi hẳn là đã hiểu rõ. Bảo hộ an toàn cho thiếu gia. Khô thụ lão nhân cúi đầu nói. Lục thủy đi theo mộ tuyết tới một tiệm tên là Hoa Vũ Tuyết Quý. Cửa hàng này hắn có ấn tượng, trước kia rất hay đến. Nhưng ông chủ là ai thì hắn không rõ. Hoan nghênh quang lâm. Ba người dáng dấp giống nhau như đúc đứng ở cửa phòng ăn khẽ chào. Lục Thủy nhìn sang, phát hiện các nàng đang chụp ảnh. Lúc này một người trong đó đi tới nói: Hai vị mời vào bên trong, hình như ta gặp qua các ngươi. À, là đôi tình lữ mua điện thoại di động. Lục Thủy cũng nhớ rõ, người này không phải là người đáng chết mua một tặng một đó sao? Nhưng mà tình lữ là cái quỷ gì? Mộ Tuyết không phản đối, chỉ là cúi đầu đi vào bên trong tất nhiên lục thủy cũng không nói thêm gì rất nhanh bọn hắn đã an vị ở chỗ ngồi đồ ăn là do mộ tuyết gọi vì ít đồ nên tất nhiên là rất nhanh xin chờ một chút lập tức tới ngay tuyết quý mang theo thực đơn về phòng bếp lúc này mộ tuyết đang nhìn hai người khác chụp ảnh có vẻ như hai người kia đang chơi rất vui vẻ lục thủy cũng đang nhìn nhìn một lát mộ tuyết mở miệng nói các nàng nhìn rất đẹp Lục thủy quay đầu nhìn về phía mộ tuyết, nói. Mộ tiểu thư cảm thấy thế nào? Rất đẹp mắt, còn là tam bào thai. Ngữ khí của mộ tuyết có chút là lạ. Lục thủy không muốn tiếp lời, chỉ nói. Ta đang tự hỏi một chuyện. Mộ tuyết tò mò nhìn lục thủy, tự hỏi cái gì? Người nào trong ba người kia xinh đẹp hơn? Lục thủy nhìn về phía sông bào thai bên kia rồi nói. Ba người các nàng giống nhau như đúc mộ tuyết gật đầu có vấn đề gì không quần áo như nhau kiểu tóc như nhau chiều cao như nhau gương mặt như nhau thế thì chụp ảnh một người hay ba người có khác nhau chỗ nào lục thủy nói mộ tuyết chấm ba chấm khác nhau khác nhau rất lớn lục thủy quay đầu nhìn về phía mộ tuyết nói tiếp loại người này chụp ảnh cá nhân không có ý nghĩa gì chụp ảnh chung mới có chút ý nghĩa nếu thực sự không đến đủ đi vào là biến thành chụp ảnh chung rồi. Mộ tuyết, chấm ba chấm. Thật là ý nghĩ quá đáng, ba người hoa vũ tuyết rất đáng yêu mà. Lúc này điểm tâm của hai người đã lên. Lục thủy nhìn điểm tâm của chính mình, phát hiện là một cái bánh ngọt nhỏ. Nhìn thấy bánh ngọt nhỏ, hắn liền nhớ lại một chuyện. Ở kiếp trước quần của mộ tuyết bị hắn may lại, thừa dịp lúc mộ tuyết ngủ vụn trộm may, sau đó để mộ tuyết mặc, tiếp đó nàng phát hiện chính mình mập, bị hù dọa đến mức hoa dung thất sắc đáng tiếc là tức giận rất lâu không động đến đồ độ ăn vặt khi đó hắn còn đặc biệt học tập may vá làm đến mức thiên y vô phùng lục thủy nhìn mộ tuyết nói mộ tiểu thư luôn mặc váy dài sao vậy là ngươi đang muốn nhìn váy ngắn một chút sao khen ta đi khen ta vui vẻ ta sẽ đi mua ngay một cái váy quá gối càng vui vẻ thì càng ngắn nhưng ngắn nhất chỉ có thể quá đầu gối một chút lại ngắn hơn nữa thì chỉ có thể mặc trong phòng cái này phải chờ kết hôn trong lòng nghĩ như vậy mộ tuyết mở miệng nói là không dễ nhìn sao lục thủy lắc đầu không phải chỉ là hiếu kỳ mộ tiểu thư không mặc quần sao trong lòng mộ tuyết có chút thất vọng thế mà lại không nhìn chưa từng mua qua sau đó lục thủy không nói gì chủ động mở miệng nói mua cho nàng thì cảm giác có chút là lạ hắn còn dự định từ hôn mà lúc này vũ quý đi đến trước mặt mộ tuyết có chút xấu hổ nói vị đại tiểu thư này có thể chụp giúp chúng ta một kiểu ảnh không vũ quý không biết đối phương là ai nhưng lần trước người này có tới qua còn có một thị nữ gọi nàng là đại tiểu thư cho nên nàng cũng gọi như vậy chủ yếu là đối phương không có tu vi gọi tiên tử thì có chút không lễ phép hoặc là trong lòng đối phương sẽ không thoải mái Người đàn ông bên cạnh kia thì đúng là có thể gọi đạo hữu. Mộ Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhận lấy máy ảnh. Chụp ảnh thôi mà, nàng cũng biết. Vũ Quý cảm ơn, sau đó đi qua bày tư thế, ba người các nàng có vẻ như muốn chụp ảnh chung. Sau đó Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Lục Thủy, nàng không dùng được vật này. Ở kiếp trước đều dựa vào Lục Thủy. Nàng đột nhiên phát hiện ở kiếp trước lâu như vậy, kỳ thật có nhiều thứ đến bây giờ đều không biết tất cả dựa hết vào lục thủy lúc lục thủy ở thì không có cảm giác gì nhưng bây giờ thì đã có lục thủy giống như cười mà không phải cười nhìn mộ tuyết mộ tuyết nhìn thấy dáng vẻ này của lục thủy liền biết đối phương không có ý tốt chính mình thử chụp giúp đối phương vậy nhưng chụp một lát lại luôn có cảm giác không đúng lục thủy nhìn qua cuối cùng nói hạ thấp xuống một chút mộ tuyết thử đưa máy ảnh thấp xuống chút dò hỏi như này sao lục thủy đưa tay đè tay mộ tuyết xuống nói là như thế này lúc này mộ tuyết nhìn thẳng về phía lục thủy lục thủy có chút ngoài ý muốn nhìn hắn như vậy làm gì sau đó hắn mới phát hiện tay của mình đang đặt trên tay mộ tuyết sửng sốt một chút lục thủy làm bộ hững hờ thu hồi lại chỉ cần mình không để ý đến việc này thì coi như chưa từng xảy ra sau khi ba chị em hoa quý bày ra tư thế rất lâu mộ tuyết mới thông báo cho các nàng đã được rồi lục thủy ăn bánh ngọt không biết nên nói cái gì cho phải tu chân giới thật sự là kỳ quái mở tiệm rồi lại còn chụp ảnh ở trong tiệm của mình còn để khách hàng hỗ trợ chụp nếu như ở bên ngoài đại khái là sinh ý càng tốt hơn không chừng còn muốn chụp ảnh chung với khách hàng sau khi mấy người hoa quý tới lấy máy ảnh liền hoảng sợ nói qua kỹ thuật chụp ảnh nhìn qua rất lợi hại chúng ta vừa mới mua máy ảnh nên chưa biết dùng lắm trên mặt mộ tuyết mang theo ý cười không nói gì đương nhiên mấy người hoa quý cũng biết là do lục thủy chụp sau đó hoa quý nói với mộ tuyết điểm tâm này coi như chúng ta mời đúng rồi về sau hai người lại đến chứ nếu như có rảnh rỗi đến lúc đó có thể giúp chúng ta chụp một tấm không chúng ta còn có một người bạn muốn chụp bức ảnh chung của bốn người a à, ngươi yên tâm chúng ta vẫn sẽ mời món điểm tâm ngọt này lục thủy có chút bất đắc dĩ những người này mở tiệm chơi đùa à lúc này mộ tuyết nhìn về phía lục thủy lục thủy tùy ý gật đầu được ăn miễn phí thì tất nhiên hắn sẽ không có ý kiến dù sao ăn chùa thì ngu gì mà không ăn sau đó mộ tuyết gật đầu nhìn thấy mộ tuyết gật đầu ba người hoa vũ tuyết rất vui vẻ không quấy rầy vợ chồng hai người. Không cho bọn hắn giải thích, ba người liền chạy đi mất, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Cộng lại cũng là đứa trẻ 200 cân. Mộ tuyết cảm thấy rất đáng khi giúp ba người này. Lục thủy không muốn nói chuyện. Hắn còn muốn từ hôn nữa đó, hảo cảm có thể soát cao đến bao nhiêu. Đạt tiêu chuẩn mà thôi. Sau khi ăn xong hai người liền rời đi, nhưng lục thủy vẫn trả tiền. Không thể không trả tiền được, dù sao hắn là thiếu gia lục gia mà. Không trả tiền là có chuyện gì? Chơi uy phong của thiếu gia sao? Ăn chùa chỉ là nói đùa mà thôi. Về phần tại sao không phải là mộ Tuyết trả? Bởi vì nàng căn bản không có tiền. Lúc trời đi, mộ Tuyết cúi thấp đầu. Quên không dẫn theo đinh lương tới. Mộ Tuyết giải thích một câu. Mộ tiểu thư thật lợi hại. Dẫn ta tới nói mời ta ăn, cuối cùng để cho ta trả tiền giọng nói của lục thủy âm dương quái khí mộ tuyết biểu môi không nói lời nào quỷ hẹp hòi còn như vậy sẽ không thích ngươi nữa mười nghìn điểm ưa thích ngươi chỉ còn lại có chờ không khí lại bổ sung trở về sau khi lục thủy rời đi an ngữ đi tới tiệm hoa vũ tuyết quý hoa quý nhìn thấy an ngữ đi vào lập tức vẫy tay an ngữ tới đây cho ngươi xem ảnh chụp này người kia chụp ảnh rất lợi hại cảm giác hiệu quả chụp ra khác chúng ta một trời một vực an ngữ có chút hiếu kỳ đi qua chờ khi nàng nhìn thấy ảnh chụp phát hiện đúng là rất không tệ nơi này của bọn hắn có người lợi hại như vậy nhưng rất ít thiết bị theo không kịp thế giới bên ngoài kỹ năng chắc chắn cũng không theo kịp mà phần lớn thời gian bọn hắn đều phải tu luyện không có thời gian suy nghĩ những thứ này nên rất thiếu kỹ thuật ai chụp cho các ngươi an ngữ hiếu kỳ hỏi một người đàn ông nhưng đi cùng với một người phụ nữ. Căn cứ phán đoán nhiều năm của ta, có thể bọn họ là tình lữ, nhưng còn chưa đủ thân mật. Bọn hắn đồng ý giúp chúng ta chụp một lần nữa. Lần sau bọn hắn tới, ta sẽ bảo ngươi. Hoa Quý nói. Tất nhiên An Ngữ cũng đồng ý. Nếu có thể thì nhờ đối phương dạy một chút. Đương nhiên các nàng sẽ trả tiền. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lục thủy trở lại lục gia liền bắt đầu luyện thể sau khi hắn chạy xong một lần với thiên trọng phù văn liền bắt đầu vận chuyển công pháp nhờ vào đó để rèn luyện hấp thu thành quả lần này rất nhanh hắn mở mắt có thiên địa chi lực trợ giúp tiến triển của hắn rất lớn bóp bóp nắm tay lục thủy cảm thấy mình mạnh lên không ít có loại cảm giác tùy thời có thể đánh nổ mộ tuyết lục thủy nhìn nắm đấm của mình rồi tự nhủ kỳ thật cũng không phải ảo giác trên người mộ tuyết không hề có tu vi, thân thể đại khái rất mềm, một đánh liền nát. Á! À. Nghĩ như vậy, đột nhiên lục thủy cảm thấy trong miệng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn bưng bít miệng với vẻ mặt không hiểu, hình như hắn thật sự bị đau răng. Sau đó hắn thử cảm nhận. Không hề sâu răng mà, vậy làm sao lại đau nhất? T! Đau quá! Lục thủy bưng bít lấy miệng, có loại cảm giác đau đớn khó có thể chống chọi. Cứ gì có thể đánh nát cái răng này đi. Nhưng dù sao cũng là răng của mình mọc ra, không thể nhổ được, bởi vì rất đáng tiếc. Dùng thử trì vũ thuật xem. Sau đó Lục Thủy thử sửa cho răng của mình một phát. Một chiêu thấy hiệu quả, Lục Thủy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không thấy đau nữa. Sau đó hắn đứng dậy định trở về tu luyện vô vi pháp. Nhưng vừa mới đứng lên, hắn liền vô ý thức bưng kín mặt. Đau nhất, đau đến mức không có từ ngữ nào hình dung nổi còn mạnh mẽ hơn so với vừa nãy có chuyện gì thế này lục thủy cảm thấy chuyện này không khoa học nếu như hắn không hề luyện thể thì cũng thôi bây giờ luyện thể rồi lại còn có chút sở thành làm sao lại còn xuất hiện chuyện đau răng như này vậy thì luyện thể làm cái gì lại sửa cho răng mấy phát lục thủy liền ngồi xuống không động đậy nữa đau nhất càng sửa càng đau nhất cuối cùng lục thủy thở dài một tiếng sau khi hắn sửa cho răng mình xong, liền thò bàn tay đi vào. duyên phận giữa chúng ta đã hết, kỷ niệm những năm này ta sẽ nhớ kỹ. răng rắc, cái răng kia bị lục thủy bóp nát, cuối cùng biến thành cạn bã bị lục thủy nôn ra ngoài. lần này cũng coi như đã hết đau. con đang làm gì đấy? lúc này lục cổ muốn tới xem lục thủy có đang lười biến hay không, nhưng nhìn thoáng qua đã thấy lục thủy đang nhổ nước bọt lung tung. là do không được giáo dục tốt sao? lục thủy nhìn về phía cha của mình cuối cùng bưng bít lấy miệng nói vừa mới bị đau răng con bóp nát nó rồi đau răng nhanh như vậy sao lục cổ hơi kinh ngạc lục thủy nhìn cha của mình trừng mắt nói nhanh như vậy nói cách khác hắn đau răng là chuyện tất nhiên lục cổ gật đầu đúng vậy trên lý luận thì phải mấy tháng sau mới bị đau răng chứ dù nhanh cũng phải một hai tháng đây là điểm đặc thù khi tu luyện bất diệt tiên thể bước một chân vào nhập môn sẽ bắt đầu đau răng thế nhưng con chỉ tu có mấy ngày đã đạp một chân vào xem ra là do cơ duyên tiên sơn lục thủy nhìn lục cổ có chút không hiểu cha vì sao tu luyện bất diệt tiên thể vừa nhập môn sẽ đau răng cổ điển giải thích là có thể tôi luyện ý chí nhưng trên thực tế là do bất diệt tiên thể bởi vì người sáng lập nghiên cứu ra thể thuật mạnh nhất này là vì bị đau răng cho nên khi nhập môn đều sẽ đau răng một lần lục cổ giải thích cha từng tu luyện bất diệt tiên thể sao cha không thích hợp tu luyện bất diệt tiên thể đúng rồi nhắc nhở con một câu nhổ răng cũng vô dụng cách duy nhất có thể giải quyết đau răng là bốn cái chân còn lại cũng bước vào cửa triệt để hoàn thành việc tu luyện cơ sở lục cổ giải thích lục thủy không nói gì yên lặng đứng lên con muốn đi đâu Lục cổ hỏi. Hôm nay con muốn triệt để nhập môn. Lục thủy cũng không quay đầu lại, trả lời một câu. Nhìn lục thủy rời đi, lục cổ mỉm cười, hắn đã nói con mình thích hợp tu luyện bất diệt tiên thể mà. Nhưng muốn cái chân còn lại bước vào cũng phải mấy tháng. Trong đêm, lục thủy trở về từ quảng trường, hắn cuối cùng đã nhập môn. Không chỉ răng mọc trở về, còn không hề có chút đau nhức nào. Nhưng trên đường thì đau muốn mạng đây đúng là yêu pháp nhưng tương đối mà nói hắn có thể cảm giác được sức mạnh của chính đã mạnh mẽ hơn rất nhiều hắn cảm thấy sức mạnh của mình có thể so sánh với nhị giai đỉnh phong nếu tính ở trong thể thuật bất diệt tiên thể đúng là không tệ trên đường đi trở về lục thủy phát hiện một vị lão giả chặn đường đi của mình lục thủy từng gặp qua ở tầng bốn tàn kinh cát lão phu khô thụ lão nhân gặp qua thiếu gia khô thụ lão nhân cúi đầu nói Lục Thủy nhíu mày. Tam trưởng lão bảo ngươi tới? Lục Thủy không cảm thấy người này sẽ có chuyện gì để tìm hắn. Nếu có, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Khô thụ lão nhân gật đầu. "Đúng vậy thiếu gia, Tam trưởng lão có lệnh bảo ta mang thiếu gia đến binh mộ một chuyến, hy vọng thiếu gia sẽ đi." "Bây giờ?" Lục Thủy nhíu mày. "Đúng vậy, 12 giờ đêm nay binh mộ sẽ mở ra, giờ đi qua là thích hợp nhất." đồng thời sẽ không ai nghĩ tới thiếu gia sẽ ra ngoài vào lúc này khô thụ lão nhân giải thích lục thủy có chút bất đắc dĩ đúng là cẩn thận quá mức chân võ chân linh đâu lục thủy hỏi dưới tình huống bình thường đều là do chân võ chân linh dẫn hắn ra ngoài lần này khác biệt với lúc trước bên ngoài binh mộ có không ít cường giả chân võ chân linh không thể bảo vệ được thiếu gia mà bọn hắn cũng có cơ duyên của mình trước mắt đang bế quan cho nên lần này lão phu sẽ theo thiếu gia ra ngoài. Khô thụ lão nhân vẫn cúi đầu, tựa như không thể nhấc lên nổi. Chuyện này lục thủy có thể lý giải. Thời gian chân võ chân linh đi theo hắn là dài nhất, cũng gặp phải nhiều thứ, bây giờ mới bế quan đã tính là rất muộn. Sau khi xuất quan, tu vi chắc chắn sẽ tăng cường không ít. Nhưng trực tiếp tăng lên ngũ dai là không thể nào. Dù sao tu chân cũng không phải trò đùa. Ta đi nói với cha mẹ một chút lục thủy nói trên thực tế là hắn muốn từ biệt với mộ tuyết dù sao ra ngoài cũng phải cho nàng biết bằng không hôm nào đó nàng đầy mong chờ đến tìm hắn lại phát hiện bản thân không nói lời nào đã ra ngoài nàng chắc chắn sẽ có chút thất lạc thiếu gia không cần lo lắng đã thông báo cho tộc trưởng rồi khô thụ lão nhân nói lục thủy không để ý đến hắn quay người rời đi khô thụ lão nhân có chút ngoài ý muốn hắn há to miệng cuối cùng không hề nói gì Lục Thủy đi về phía chỗ ở của cha mẹ hắn, nhưng khi đến thì phát hiện cha mẹ không tại. "Thiếu gia, thời gian không còn sớm, chắc tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân đã xuống trấn nhỏ." Khô thụ lão nhân đi đến bên người Lục Thủy, nhỏ giọng nói một câu. Lục Thủy nhìn Khô thụ lão nhân một chút, nói: "Đợi thêm một lát." Sau đó Lục Thủy khởi hành đi đến chỗ của Mộ Tuyết. Khô thụ lão nhân gật đầu, nhưng trong lòng lại thở dài không chiếm được tiên cơ rồi lúc này mộ tuyết đột nhiên đi ra cửa nàng vừa mới nghe được cha mẹ lục thủy nói lục thủy sắp ra ngoài mà khả năng cao là đã đi rồi chuyện này làm cho nàng có chút khó chịu chí ít cũng phải để nàng nhìn một chút mới đúng cho nên nàng muốn đi tìm lục thủy theo lý thuyết nếu lục thủy muốn ra ngoài cũng phải trở về thay đổi quần áo chứ nghĩ như vậy mộ tuyết liền đi về nơi lục thủy ở nhưng vừa mới đi được nửa đường đã thấy Lục Thủy đi tới từ phía đối diện. Vốn nàng đi tương đối nhanh, trong nháy mắt bước chân thả chậm lại, lộ ra vẻ đoan trang ưu nhã, ung dung không vội. Mộ tiểu thư muốn đi đâu mà lại vội vã như vậy? Lục Thủy nhìn thấy Mộ Tuyết bước nhanh tới từ phía đối diện, mang theo ý cười hỏi. Nghe nói chợ đêm dưới trấn có đồ ăn ngon, muốn tìm trà trà đi xuống xem một chút. Lục thiếu gia cũng muốn đi sao? Mộ Tuyết hỏi nàng nhìn chằm chằm vào lục thủy lục thủy cũng đang nhìn mộ tuyết lập tức lắc đầu ta muốn đi xa nhà một chuyến vốn định đi chào cha mẹ ta một chút mộ tiểu thư có nhìn thấy bọn họ không hình như đã đi xuống trấn lục thiếu gia định đi bây giờ từng bây giờ xuất phát thế thì chúc lục thiếu gia thuận buồn xuôi gió mộ tiểu thư hãy nhớ mang tiền mộ tuyết đứng yên nhìn lục thủy rời đi không ngừng quan sát nàng đang suy nghĩ ngày nào đó có thể cùng lục thủy đi ra ngoài thì tốt. Lục thủy có chút chủ nghĩa đàn ông. Biết rõ ta rất lợi hại, vậy mà không mang ta theo để giúp hắn. Để vị hôn thê giúp đỡ rất mất mặt sao? Được thôi, chắc hắn cảm thấy rất mất mặt. Lục thủy chắc cảm thấy động thủ đánh nhau thì nam sẽ lợi hại hơn, nữ không có việc gì chém chém giết giết cũng không tốt. Trong lòng mộ tuyết cảm thấy bất lực, có điều nàng sẽ không cưỡng cầu, khi gặp nguy hiểm thì nàng lén giúp là được sau đó mộ tuyết đi về chỗ mình ở trà trà đã bế quan nàng chắc chắn không tìm được có điều nói đến đánh nhau mộ tuyết lại nghĩ đến thực lực của lục thủy ở kiếp trước vậy đúng thật là ồ lục thủy khi đó đạt tới cảnh giới gì bỏ đi dù sao cũng đánh không lại ta cao hơn cũng vô dụng lục thủy được khô thụ lão nhân mang theo bay lượn trên không trung Lục Thủy có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh đang không ngừng co giãn về phía sau. Súc địa thành thốn. Lục Thủy rất tò mò. Khô thụ lão nhân nhìn về phía Lục Thủy, hắn vài phần bất ngờ, nói: "Thiếu gia thật sự có tầm mắt tốt, đúng là thần thông súc địa thành thốn, lão phu cũng phải mất nhiều thời gian mới nắm giữ được loại thần thông này." Súc địa thành thốn rất ít người có thể nắm vững, cho nên người nắm giữ nó bình thường đều là thiên tài. Đương nhiên, có thể đạt tới trình độ tu vi này như khô thụ lão nhân không có chút thiên phú là không được thụ lão thời trẻ cũng là người thiên tư trát tuyệt nhỉ lục thủy hỏi khô thụ lão nhân nghe được lời này của lục thủy khóe miệng hơi nhếch lên có chút kiêu ngạo nói khi đó xác thực danh chấn một thời về sau liền gia nhập dưới danh nghĩa tam trưởng lão cho đến nay về phần thiên phú nói đến đây khô thụ lão nhân có chút thở dài so với tộc trưởng đúng là không đáng giá nhắc tới thiên phú của tộc trưởng cũng không tính là tuyệt đỉnh nhưng năng lực sáng tạo cái mới là đỉnh nhất theo tộc trưởng đời trước nói tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ vì tránh né tu luyện bất diệt tiên thể dẫn đến đau răng đã nghiên cứu ra thể thuật mới tự xưng không hề kém hơn bất diệt tiên thể cuối cùng ồn ào đến chỗ tam trưởng lão bởi vì tộc trưởng không đủ thời gian nên chỉ có phần mở đầu nhưng lý luận của hắn đã kinh động đến nhị trưởng lão đại trưởng lão đều tự mình mở miệng cho tộc trưởng tùy ý tu luyện nghe những chuyện này nhất thời lục thủy không muốn nói chuyện bởi vì không muốn đau răng cha hắn vì chuyện này đã đi lên con đường lấy lực chứng đạo sao cảm giác như một trò đùa trước đó còn nói mình không thích hợp bất diệt tiên thể lừa ai chứ nhưng mà tộc trưởng trước đây chính là ông của hắn hắn chưa từng gặp qua cha mẹ hắn cũng không nói ông bà hắn qua đời như thế nào có điều các đời tộc trưởng của lục gia không phải chết vì già thì chính là chết vì thiên kiếp người tu chân gần như đều là thế mấy vị trưởng lão thì nhìn mãi thành quen cũng phải nói làm trưởng lão rất thảm đại trưởng lão không biết là người thời đại nào đã chứng kiến lục gia truyền từ đời này sang đời khác sau đó mới có nhị trưởng lão nhị trưởng lão đến tam trưởng lão thì dài hơn cho tới bây giờ tam trưởng lão cũng chưa đợi được tứ trưởng lão xuất hiện Nghe nói, từ trước đến nay lục gia chưa từng xuất hiện vị trưởng lão thứ tư. Không phải là đại trưởng lão quỳ thì chính là nhị trưởng lão quỳ, sau đó mới bổ sung trưởng lão mới. Nghe nói ngay từ đầu nhị trưởng lão là tam trưởng lão. Vứt bỏ những ký ức vô dụng này ra sau đầu, lục thủy nhìn về phía khô thụ lão nhân, nói. Thụ lão và cha ta ai là người mạnh hơn vậy? Khô thụ lão nhân nói. Thành tựu trong tương lai của tộc trưởng tất nhiên sẽ hơn xa ta. Nói cách khác, bây giờ cha ta yếu hơn lão không ít. Trong lòng lục thủy đương nhiên hiểu rõ. Cha hắn không phải rất mạnh, dù sao vẫn còn đang nhảy nhót ở cảnh giới thông thường. Có điều rất nhanh sẽ không phải nữa. Sau đó lục thủy không mở miệng nói chuyện, rồi bọn họ đi đến trước một ngọn núi lớn. Khô thụ lão nhân dừng chân ở đây, bên ngoài ngọn núi lớn này có một trận pháp cỡ lớn. Là trận pháp thuộc về binh mộ mà ở đỉnh núi này có cắm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy thứ này, có rất ít người không biết đây là binh mộ. Thiếu gia, đã đến rồi. Phía ngoài là trận pháp mê vụ, trận pháp này được điều chỉnh để dưới ngũ dai mới có thể dễ dàng thông qua, cảnh giới cao sẽ bị vây trong sương mù. Cho nên lão phu không có cách nào đưa thiếu gia tiến vào. Đây, thiếu gia cầm lấy thứ này. Nói xong, khô thụ lão nhân liền giao cho lục thủy một thanh kiếm lục thủy nhìn kiếm một chút tất nhiên nhìn ra được nó được dùng làm gì nhưng mà thanh kiếm này hình như không phải đồ tốt lục gia có thứ này sao bỏ qua phân vân về phẩm chất lục thủy phối hợp hỏi một câu kiếm này có cái gì đặc biệt sao kiếm này có một đạo trận pháp khi nào thiếu gia gặp nguy hiểm thì trận pháp sẽ được kích hoạt ta sẽ xuất hiện bên người thiếu gia bảo đảm thiếu gia bình an vô sự à đúng rồi sau khi đi vào thiếu gia tốt nhất nên thể hiện ra tinh thần sa sút một chút. Khô thụ lão nhân dặn dò. Lần này lục thủy không hiểu thật. Khô thụ lão nhân do dự một chút rồi nói. Nghe nói ma binh tương đối coi trọng người thê thảm. Lục thủy cuối cùng hiểu được tại sao kiếm này có phẩm chất kém như vậy, cũng hiểu vì sao chỉ một mình hắn tiến vào. Thiên phú kém, tu vi thấp, nghèo, thấp. Đây đúng là rất thê thảm. Sau khi hiểu ra, lục thủy gật gật đầu không nói gì thêm thiếu gia giao túi trữ vật cho lão phu trước đi khô thụ lão nhân nói lục thủy ném túi trữ vật cho khô thụ lão nhân có điều hắn vẫn cầm theo hai thứ một cái điện thoại di động một cái anh linh thần điện anh linh thần điện có thể thu nhỏ mang theo không có gì là không tiện mặc dù không mang theo cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng vạn nhất cô ảnh lão nhân hỏi tới thì sẽ không thích hợp vẫn nên đem đi thì hơn. Tất nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn thì khô thụ lão nhân có nhìn cũng sẽ không biết đây là vật gì. Nếu thiếu gia chuẩn bị xong thì đi vào đi. Vì đã tốn một ít thời gian, bên trong chắc hẳn đã có không ít người. Thiếu gia cẩn thận một chút là được. Trên lý thuyết, thiếu gia chỉ cần báo thân phận là bên trong sẽ không có người nào dám khó xử thiếu gia. Nhưng thiếu gia nên tận lực che giấu. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc thu nhận ma binh khô thụ lão nhân nói. Lục thủy chỉ gật đầu. Hắn cũng không đi vào ngay, mà quay sang nhìn khô thụ lão nhân rồi nói. Tu vi của thụ lão kẹt ở ngưỡng cửa nhập đạo nhỉ. Nhập đạo, thất giai nhập đạo. Bắt đầu từ thất giai thì không còn là tu vi thông thường nữa, mà là có quan hệ với đạo. Phía dưới nhập đạo, đều là dung dế. Chỉ có nhập đạo, mới có cơ hội chứng vô thượng đại đạo. Nhưng thất giai và thất giai nhập đạo khác nhau, thất giai có thể không nhập đạo, nhưng nhập đạo ít nhất cũng phải đạt thất giai. Nếu như Lục Thủy không nhìn lầm, Khô Thụ lão nhân là thất giai, nhưng chưa nhập đạo. Còn chưa bước được nửa chân vào nhập đạo. Khô Thụ lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Thủy, có điều lấy thân phận của Lục Thủy, biết được những tin này cũng không lạ gì. Khô Thụ lão nhân gật đầu. Để thiếu gia chê cười rồi, thiên phú của lão phu không đủ kiếp này không có hy vọng nhập đạo tuổi thọ cũng không còn bao nhiêu nhưng ta nhất định có thể bảo vệ thiếu gia chu toàn lục thủy cười nói trong chỗ chết tìm đường sống cây khô gặp mùa xuân mới là cân đối thụ lão thiếu một cơ hội nhìn thấy mê trận phía trước không lục thủy chỉ vào mê trận binh mộ rồi nói vào đi đi thẳng theo hướng đông có lẽ thụ lão sẽ gặp được thời cơ đương nhiên tin hay không tùy ngươi lục thủy nhìn thụ lão một chút sau đó cất bước đi vào mê trận khô thụ lão nhân lựa chọn như thế nào hắn không thèm để ý mà cũng là do lúc hắn vừa xuống vừa vặn nhìn thấy nơi thích hợp mà thôi không có nghĩa là nhất định sẽ có thời cơ sau khi nghe lục thủy nói khô thụ lão nhân liền cho mày tính cách lục thủy như thế nào hắn thường nói về một số vấn đề mà không ai hiểu nổi chỉ mình hắn hiểu vì vậy thụ lão tất nhiên sẽ không tin vào lời nói của lục thủy Nhưng hắn không lên tiếng Dù lục thủy có sốc nổi cỡ nào thì hắn cũng là thiếu gia của lục gia Trong khi hắn đã chờ nhiều năm như vậy Tìm kiếm nhiều năm như vậy Lại không có cách nào nhập đạo Không thể nào tùy tiện mang lục thủy đi một nơi Liền gặp được thời cơ nhập đạo Vận khí này cũng quá tốt đúng không? Lúc này khô thụ lão nhân đứng tại chỗ, chờ đợi lục thủy đi ra. Tất nhiên, hắn có thể cảm nhận được khí tức của những cường giả xung quanh mình hắn cảm nhận được những cường giả đó đang ở gần đây về phần có cường giả khác ẩn nấp đi hay không thì không biết được nhưng xác suất lớn là có được lạc phong cúp điện thoại sau đó hắn nhìn nhiếp hạo rồi nói xem ra không thể đồng hành với nhân vật lớn hãy tiếp tục kiểm tra thông tin đi à đúng rồi gần đây ngươi muốn đi tiếp đơn sao nhiếp hạo không có tinh thần gì nói ta vẫn làm trợ thủ cho ngươi đi có điều sao ta chưa từng nghe qua nhân vật lớn mà ngươi nhắc đến đông phương hạo nguyệt đông phương gia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ như thế hắn không phải người đông phương gia dù sao chắc chắn rất lợi hại năng lượng của hắn cũng rất lớn phán đoán của ta sẽ không sai lạc phong nói nhiếp hạo không nói chuyện kỳ thật trước mắt cũng không có việc gì thân thể cũng không có gì không khỏe tất nhiên những gì không nên nói hắn sẽ không nói lạc phong chỉ nói tìm nhân vật lớn để giúp kiểm tra đối với việc này nhiếp hạo từ chối cũng không tốt nếu như năng lượng của vị nhân vật lớn kia không đủ thì cũng không cần phiền phức hắn lúc này điện thoại lạc phong đột nhiên vang lên lạc phong nhíu mày hắn không biết số này ai đó nghe nói gần đây ngươi đang tìm kiếm tài liệu thời kỳ viễn cổ ta muốn biết là ngươi muốn hay ẩn thiên phái sau lưng ngươi muốn đây là giọng của một người khá lớn tuổi lạc phong do dự một chút hắn suy nghĩ rất nhiều cuối cùng nói đều không phải vậy là ai bên kia hỏi tiền bối không nghĩ là chỉ có ta sao hay là tiền bối muốn biết chuyện khác lạc phong hỏi hắn cảm thấy không thích hợp tại sao mình lại bị để mắt tới khi tìm kiếm tài liệu thời viễn cổ hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ khi đối phương cũng là nhân vật nhỏ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, không phải. Trong đó khẳng định có vấn đề. Bên kia trầm mặt một lát, nói. Chỗ này của ta có một tài liệu rất nguy hiểm, ngươi dám lấy không? Tại sao tiền bối lại cho ta? Lạc Phong hỏi. Tại sao đối phương lại đưa cho hắn mà không có lý do nào? Bởi vì chúng sắp bị phát hiện, đến lúc đó sẽ có không ít người tìm đến bên kia nói như vậy tiền bối muốn ta làm dê thế tội lạc phong hỏi rất nhiều người tìm kiếm nó cao thủ sẽ không ít vì vậy dù cho đối phương đưa ai thì cũng sẽ mất lòng với những người còn lại còn nếu không đưa thì đồng nghĩa với việc đắc tội với tất cả mọi người cũng có thể là đối phương cũng không muốn đưa tài liệu này cho bọn họ như vậy thì lạc phong hắn có ưu thế trên mặt thân phận ví dụ như đủ yếu hay như không nằm trong thế lực đối phương chán ghét cho nên hắn là người thích hợp nhất cho người yếu có cơ hội trở thành những kẻ mạnh không ai để ý trước đó như thế nào nhận cái này có thể mất mạng lạc phong thầm nhủ trong lòng hắn toát mồ hôi lạnh nước viễn cổ sâu như vậy sao ngươi hiểu rõ là tốt vậy ngươi có dám lấy không bên kia hỏi ta muốn phân biệt thật giả trước đã lạc phong không do dự bao lâu trực tiếp nhận lấy hắn cần bàn bạc với thiếu tông chủ nhưng không thể nói cho đối phương biết về việc bàn bạc này. Cho nên trước khi đáp ứng, thiếu tông chủ không muốn thì hắn sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Nếu có can đảm thì hãy đến tàn kiếm cốc. Còn nữa, phải đến đây trước khi sự kiện binh mộ kết thúc. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Lạc Phong thả lỏng người, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Đông Phương Hạo Nguyệt. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ liên lạc với chân võ chân linh nhưng nghe đông phương hạo nguyệt nói rằng chân võ chân linh đang bế quan nên nếu có việc gì cứ trực tiếp liên lạc với hắn lục thủy đang đi trên đường hắn cảm giác trận pháp mê vụ này không ra sao cả cũng không biết là ai bố trí do đó hắn không vội đi về phía trung tâm của binh mộ mà chỉ đi xung quanh đến chỗ nào hắn liền ngồi xuống vẽ một ít gì đó từng hắn đang cải tạo tiết điểm sau khi thay đổi nó hắn có thể tận dụng tốt hơn trận pháp ở đây mặc dù không có tác dụng gì nhưng nơi này vốn cũng không an toàn vẫn nên chuẩn bị tốt thì hơn về phần khô thụ lão nhân nếu như hắn đi tìm thời cơ thật đến lúc đó ai bảo vệ ai cũng chưa chắc lúc này điện thoại di động vang lên là lạc phong người gọi là tâm phúc của chân võ chân linh hắn còn tưởng rằng là mộ tuyết gọi tới cũng phải nhắc đến đã mua điện thoại di động cho mộ tuyết lâu như vậy thế mà nàng lại không gọi cho mình lần nào. Đáng chết, biết vậy thì không mua cho nàng. Mộ tuyết, lục thủy mua điện thoại cho mình lâu như vậy, đừng nói gọi điện, đến một tin nhắn cũng không có, còn không bằng đừng mua cho ta, hại ta ngóng trong. Đồ lừa đảo. Sau khi than thở xong, lục thủy liền nhận điện thoại. Đông Phương Đạo Hữu, vừa mới nhận được điện thoại của Tàng Kiếm Cốc, bên đó nói có một phần tài liệu thời kỳ viễn cổ, nhưng tài liệu này rất nguy hiểm, sau đó có thể gặp sinh tử kiếp tạm thời chưa biết được thật giả giọng nói của lạc phong truyền đến lục thủy hơi kinh ngạc cầm lấy đũa vẽ một vòng sau đó một phân làm hai trái phải phân hung cát hắn cần tính một quẻ đông phương đạo hữu lạc phong gọi vì không nghe thấy đông phương hạo nguyệt trả lời chờ ta tính một quẻ lục thủy nhẹ giọng đáp lại lạc phong có chút bất ngờ thiếu tông chủ còn biết xem bói thật muốn nhìn một chút rất nhanh lục thủy liền thấy đuổi dừng ở vị trí hung chiếm không nhiều cho thấy có chút nguy hiểm gặp nguy hiểm vậy tài liệu kia hẳn là thật sau khi suy nghĩ trong đầu lục thủy liền nói thẳng đối phương có yêu cầu gì yêu cầu duy nhất là muốn ta tới đó trước khi sự kiện binh mộ kết thúc ta hoài nghi có liên quan đến sự kiện binh mộ lạc phong đã suy nghĩ trước đó cho nên binh mộ quả nhiên có một chút chuyện ẩn ở bên trong người qua đó trước đi ta đi tìm ma binh rồi qua sau lục thủy trả lời sau đó cúp điện thoại hắn cất điện thoại di động đi có chút chờ mong tài liệu sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn như thế nào đây chật chật sau đó lục thủy tiếp tục tìm tiết điểm rồi thay đổi trận pháp vừa mới thay đổi được nửa đường hắn đã nghe thấy tiếng mắng chửi phía trước chết tiệt vì sao kẻ xui xẻo này lại ở trong đám chúng ta bảo sao ta đi đường nào cũng bị ngã đúng vậy ta suýt nữa bị tảng đá rơi trúng hắn còn dịch dung nữa chứ trời ơi muốn hại chúng ta tẩu hỏa nhập ma giống sư tỷ thiên ngâm sao đi nhanh lên đừng để bị hắn bắt được có đánh chết hắn cũng bị xui xẻo lục thủy hơi kinh ngạc liền bước tới xem sau đó hắn phát hiện là một thanh niên gầy gò chán đời bộ râu quai nón dường như đã lâu chưa cạo. Lục thủy nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện người này kỳ thật đang ngồi ở tiết điểm mà hắn muốn động tay động chân. Sau đó lục thủy đi đến bên cạnh người này. Người kia ngồi dưới đất cúi đầu, chỉ nói. Đừng tới gần ta, ngươi sẽ gặp xui xẻo. Người tới gần ta đều gặp vận xui, nhưng ta không bao giờ gặp xui xẻo, chỉ có thể nhìn người khác gặp xui xẻo mà thôi. Lục thủy ngồi sổn bên người thanh niên này, nói dịch ra một chút thạch minh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lục thủy nhưng vẫn dịch người sang bên cạnh chừa ra một khoảng trống đợi thạch minh dịch người xong lục thủy liền bắt đầu khắc vẽ trận pháp ở bên trên tiết điểm vị đạo hữu này ta không nói đồ đâu ở bên cạnh ta ngươi thật sự sẽ gặp xui xẻo đấy thạch minh nói chính bản thân ngươi biết mình sẽ đem lại xui xẻo sao còn muốn xen vào giữa nhưng người kia làm gì lục thủy vẫn cúi đầu vẽ trận pháp mở miệng nói đó là ta cố ý ta chính là muốn bọn hắn gặp xui xẻo bởi vì ta có thù với bọn hắn thạch minh nhìn lục thủy tiếp tục nói nhưng ta với đạo hữu thì khác chúng ta không có mối thù truyền kiếp nào cho nên ta không muốn liên lụy tới đạo hữu lục thủy đang nghe truyện trên tv audio cv ngẩng đầu nhìn về phía thạch minh nói vậy tại sao ngươi không trực tiếp tránh né ta thạch minh hơi sửng sốt bỗng chốc cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Hắn nhớ tới khoảng thời gian còn ở tông môn, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Ta cảm thấy ngươi đây là đang khi dễ ta, ta cũng biết ta có thể né tránh ngươi, thế nhưng ta cũng đã nói cho ngươi biết là ở gần ta rất nguy hiểm rồi, chính ngươi còn không để ý đến việc này, tại sao ta phải để ý giúp ngươi chứ? Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi ở chỗ này đấy, không được à. Đường nhiều như vậy, lớn như vậy, ta muốn đi đường này, các ngươi chọn đường khác không phải là được rồi sao ta cũng không có cố ý tìm tới đại lộ của các ngươi tham gia náo nhiệt các ngươi rõ ràng đã biết ta đi trên con đường này mà còn cứ nhất định phải chen chân vào sau đó gặp điều không may lại bắt đầu oán trách ta còn có đạo lý không thạch minh càng nói càng ủy khuất cứ như cả thế giới đều đang trách cứ hắn hắn tránh cũng trách hắn không tránh cũng trách hắn hắn đã làm gì sai chứ lục thủy nhìn thạch minh một chút không nói gì Thạch Minh cũng biết bản thân mình vừa rồi quá kích động, sau đó cũng không nói tiếp nữa, chỉ dịch bản thân ra xa thêm một chút. Lục Thủy vẫn tiếp tục vẽ trận pháp, thuận miệng nói. Vậy vị sư tỷ kia của ngươi bị tẩu hỏa nhập ma cũng là do không nghe ngươi khuyên bảo. Thạch Minh sững sờ, cuối cùng có chút ấy nấy nói. Không phải, đó là ta cố ý hại nàng. Lục Thủy phát hiện người này rất thành thật. Vì sao? Thạch Minh cúi đầu thở dài. Chuyện dài lắm, phải quay lại thời thanh xuân đã qua của ta, là bắt đầu từ lúc ta vừa bái nhập tông môn. Lục thủy ngồi một bên nghe thấy vậy, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hoàn toàn không muốn nghe chuyện thanh xuân ai oán của người này. Nhưng đối phương đã muốn nói, thì hắn cũng đành nghe một chút vậy, thuận tiện giảm bớt nhàm chán trong lúc vẽ. Thạch Minh trầm mặt, lại giống như đang xúc động cái gì, cũng giống như đang nhớ lại chuyện xưa, nói. Thiên phú của ta bình thường, lúc vừa mới nhập tông môn cũng vô cùng mờ nhạt, về sau bắt đầu tu luyện, đến khi tiến vào nhất giai xong, nhưng người tu luyện chung quanh ta bỗng bắt đầu gặp vài chuyện không may. Ban đầu thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là mấy việc như ăn phải côn trùng mà thôi. Mọi người cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, chính ta cũng không thấy bản thân mình có vấn đề gì. Về sau ta lên nhị giai, số người gặp xui xẻo càng ngày càng nhiều, người trong cùng một phòng luyện công với ta tất cả đều gặp phải điều không may nhưng cũng không quá khoa trương chính là kiểu dễ va va chạm chạm có đôi khi tu luyện thì sẽ bị một vài động vật nhỏ quái nhiễu rất nhiều người đều cảm thấy là có người chơi ác bày trò đùa quái đản sau đó sau đó phát hiện chỉ có mình ngươi không bị cái gì cho nên lôi ngươi ra chất vấn lục thủy hỏi thạch minh gật đầu đúng vậy ta còn bị trưởng lão chấp trưởng hình phát mang đi ngày đó chấp pháp đường cũng bắt đầu gặp vận rủi tiếp đó sau khi trải qua một thời gian phán định thật dài ta bị phóng ra khi đó đạt được một kết luận ta có thể chất xui xẻo nói đến đây thạch minh có chút kích động lên ta đương nhiên không tin ta đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại có thể không hiểu thấu có thêm một loại thể chất như thế được mà ta cũng chưa từng gặp qua vận rủi nào nói ta có thể chất may mắn còn tạm được sau đó thạch minh thở dài về sau ta tiếp xúc với nhiều người hơn mà từng người đó không có một người nào không gặp xui xẻo bọn hắn bắt đầu ghét bỏ ta tránh né ta nhìn thấy ta như nhìn thấy ôn thần chỉ ước gì có thể đuổi ta ra khỏi tông môn có người thậm chí còn muốn giết ta về sau chúng ta phát hiện ra một điều người có tiếp xúc thân thể với ta là người dễ gặp vận rủi nhất không phải nói là người có quan hệ trực tiếp với ta mới đúng ví dụ như người đánh ta thì sẽ rất dễ nhận được thương tích làm tổn thương ta thì dễ bỏ mình mưu hại ta khả năng ngay cả hài cốt cũng không còn cho nên những năm này ta chỉ có thể cô độc tịch mịch sống một mình trong góc lục thủy nghe xong thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn loại thể chất này thật ra cũng không tệ nha chỉ là bị chú định sẽ phải cô độc cái này không thích hợp với hắn dù sao hắn cũng không phải người độc thân người hắn thích cũng thích hắn còn có hôn ước với hắn chật chật còn có chuyện nào tốt hơn thế sao lúc này giọng nói của thạch minh tiếp tục vang lên sau này nàng xuất hiện sư tỷ tẩu hỏa nhập ma kia sao lục thủy đứng lên chuẩn bị đi tới cái tiết điểm nhìn thấy lục thủy đứng lên thạch minh cũng đứng lên theo chuyện xưa nói cũng đã nói rồi phải nói cho xong sau đó cùng lục thủy đi đến một cái tiết điểm thạch minh vừa đi vừa nói tiếp không phải sư tỷ thiên ngâm kia mà là sư muội Hải Yến. Sư muội Hải Yến vào tông môn cùng thời với ta, thiên phú cũng không kém ta bao nhiêu, khi đó ta tiến vào tam giai được 2 năm, sư muội Hải Yến cũng tiến vào tam giai. Sau khi lên tam giai, nàng tới tìm ta. Nàng vừa nhìn thấy ta, câu đầu tiên đã nói, sư huynh Thạch Minh, ta đã lên tam giai, không sợ vận rủi của ngươi nữa, ta có thể tìm ngươi chơi được rồi. Lúc đó sư muội Hải Yến nghiêng đầu cười với ta, ngươi có biết khi đó ta cảm động đến mức nào không lúc ấy cảm giác như nhân sinh vốn ảm đạm bỗng chốc có ý nghĩa vậy nhưng đương nhiên vì an toàn của sư muội hải yến ta vẫn thờ ơ với nàng nhưng sư muội cứ mấy ngày lại tới tìm ta một lần kể cả có gặp xui xẻo cũng vẫn cười nói với ta nói là không có vấn đề gì ngày qua ngày tháng qua tháng đến hết một năm ta rốt cuộc không kiên trì nổi nữa tiếp nhận vị sư muội này dạng nữ tử như vậy căn bản không có cách nào từ chối được lục thủy cao mày hắn chưa từng gặp qua cho nên khó mà nói được cô gái này như thế nào sau đó thì sao có phải ngươi cùng sư muội đó thành thân sau đó sư muội đó mang thai con của ngươi sư tỷ ác độc của ngươi lại không quen nhìn ngươi sống tốt giết chết sư muội của ngươi cướp con của ngươi đi cuối cùng ở trước mặt toàn bộ tông môn vu khống phỉ bán ngươi quấy rối nàng còn nói sư muội của ngươi thấy ngươi bạc tình bạc nghĩa không chịu được mà ôm hận tự vẫn từ đây ngươi thân bại danh liệt lục thủy hỏi thạch minh nghe lục thủy hỏi như vậy sửng sốt một hồi loại cốt truyện này thực sự chấn kinh đến hắn rồi sau đó lập tức lắc đầu nói không phải có lẽ là ta nói chưa đủ rõ ràng không phải như ngươi nghĩ đâu ta với sư muội chỉ đơn thuần là quan hệ sư huynh sư muội mà thôi từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào chỉ đơn thuần đơn thuần là mối quan hệ huynh muội mà thôi. Lục thủy A một tiếng, nói. Vậy khẳng định là ngươi bị lừa rồi. Thạch Minh không còn lời nào để nói. Ngừng một lúc, Thạch Minh tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, ta bị lừa, chủ yếu là do cái thể chất kia của ta, cho nên ta căn bản không có tư cách nói chuyện cưới gã với người khác, có một mối quan hệ tốt đã là một loại yêu cầu xa vời rồi. Sư muội Hải Yến nói ta suy nghĩ như vậy là không đúng, tình yêu có thể vượt qua được tất cả nói ta nhất định có thể tìm được tình yêu đích thực ta nói làm gì có người nào như vậy nàng lại nói có chính là sư tỷ thiên ngâm vì giúp ta theo đuổi sư tỷ thiên ngâm sư muội hải yến đã dạy ta dịch dung dạy ta làm thế nào để không bị con gái ghét làm thế nào để con gái cảm thấy hứng thú đối với mình chờ học xong những thứ này thì lại tạo cơ hội cho ta tiếp cận sư tỷ thiên ngâm không phải là dùng gương mặt sau khi đã dịch dung để theo đuổi mà là trước thăm dò chỗ tốt sau đó dùng gương mặt thật của chính ta để theo đuổi như vậy thì có thể xác nhận được đối phương là thực lòng chân tình lục thủy có chút hiếu kỳ hỏi vậy sau đó thì thế nào ngươi có theo đuổi được không nghe được câu hỏi của lục thủy thạch minh lắc đầu thở dài không có thất bại lục thủy cảm thấy chuyện này là bình thường kỳ thật cũng không thể nói là thất bại mà là do hải yến sư muội thu lưới quá nhanh bằng không ta nghĩ có lẽ đã thành công thạch minh bổ sung một câu lục thủy cho nên nội dung cốt truyện là gì lục thủy không hỏi nhìn về phía thạch minh ra hiệu cho hắn tiếp tục nói lục thủy cho rằng là một người biết lắng nghe thì cần phải có mở đầu và kết thúc đọc sách cũng như vậy ngươi nên ủng hộ tác giả đã viết sách ta dựa theo kế hoạch bắt đầu tới gần thiên ngâm sư tỷ hải yến sư muội nói để không bị phát hiện thời gian càng ngắn càng tốt chủ yếu là lo lắng vận xuôi của ta phát tác lúc đầu ta hỏi chuyện tu luyện đương nhiên người bình thường sẽ không gặp được thiên ngâm sư tỷ nhưng nhờ có hải yến sư muội giúp đỡ việc gặp sư tỷ rất dễ dàng quá trình cũng thuận lợi sư tỷ giải đáp rất kỹ càng về sau ta cải trang thành nhiều người đều đến gần thiên ngâm sư tỷ hiệu quả cực kỳ tốt thiên ngâm sư tỷ thật sự là một vị sư tỷ rất tốt ôn nhu thiện lương thiên phú kinh người giống như ánh sáng mặt trời rất nhiều lần ta vụng trộn tự ti không ngóc đầu lên được thế nhưng có hải yến sư muội ủng hộ ta nói cho ta biết đời người vốn rất ngắn hãy táo bạo bước đi thất bại cũng chỉ xấu hổ thành công thì sẽ không giống như trước đó là hạnh phúc cả đời ta lại bị thuyết phục về sau hải yến sư muội nói cho ta biết có một cơ hội tuyệt vời để ta không cần dịch dung đi tìm thiên ngâm sư tỷ ta tin cũng đi nói đến đây thạch minh chỉ lắc đầu thở dài đây chính là kết cục cuối cùng khi ta đến thiên ngâm sư tỷ đang tấn thăng ngủ dai hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt nhất một chút sai lầm cũng không được sau đó bởi vì ta tới gần cán cân may rủi bị phá vỡ sư tỷ tẩu hỏa nhập ma tu vi một đường đi xuống. Ta thật sự không biết, nếu không đã không tới đó. Về sau mọi người đều biết, ta lại càng bị ghét, cộng thêm trên lưng đeo tội danh hãm hại sư tỷ. Nhưng mà, đúng là ta làm hại, ta không có cách nào phản bác. Lục thủy đi trên đường, hắn phát hiện người này rất thua thiệt, hỏi hắn có thành công hay không. Sau đó thì sao? Sư muội của ngươi đâu? Lục thủy hỏi. Không biết, sau khi ta được thả ra liền đi tìm sư muội nhưng không tìm được sau đó nghe nói là đang bế quan ta chờ mấy năm sư muội cuối cùng cũng xuất quan nhưng nàng đã không còn là đệ tử bình thường mà thay thế thiên ngâm sư tỷ trở thành thủ tịch sư tỷ tu vi của nàng cũng không phải mới tam giai mà đã đạt tứ giai nàng thì ra đang gạt ta để ta kéo thiên ngâm sư tỷ xuống thạch minh bất lực hối hận nói nàng không đến tìm ngươi không phải nên tới nhục nhã một phen sao lục thủy cảm thấy không bình thường thạch minh lắc đầu không ai đến làm phiền ta ta phát hiện chỉ cần ta không động thủ bọn hắn cũng không dám động thủ ta động thủ bọn hắn mới dám động thủ cho nên ta là người bất khả chiến bại ví dụ như ta để cho ngươi động thủ ngươi cũng không dám động thủ đánh ta nghe được câu này lục thủy quay đầu nhìn về phía thạch minh vẻ mặt muốn thử Thạch Minh tất nhiên nhìn ra, hắn khuyên nhủ: Ta không đùa với ngươi. Nếu không tin ngươi có thể chạm nhẹ một chút, như vậy sẽ không quá xui xẻo. Đúng rồi, đừng đánh vào mặt, dễ bị sét đánh. Lục Thủy nhìn Thạch Minh, nói. Thật sự thử một chút. Thạch Minh đứng yên, nói. Ngươi không sợ thì cứ thử một chút, chứng minh ta không nói dối ngươi. Lục Thủy đi đến trước mặt Thạch Minh, hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị động thủ đánh mấy cái. Ta nói trước, đến lúc ngươi bị thương cũng không liên quan gì tới ta, đừng trách tội ta. Thạch Minh nói rõ. Lục Thủy gật đầu. Được, ta sẽ đánh thử hai đấm, không nặng lắm. Nắm đấm của Lục Thủy hướng về phía mặt Thạch Minh. Thạch Minh lúc đầu không thèm để ý, Lục Thủy nhìn chỉ có nhị dai, hắn tu vi tứ dai, thực lực trên lệch lớn, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Lục Thủy ra quyền, hắn ngây ngẩn cả người nắm đấm kia như cùng phong gào thét mặt thậm chí có cảm giác đau âm ỉ sức mạnh này dường như không đúng suy nghĩ vừa mới xuất hiện hắn cảm thấy mặt nhận một đòn nặng cảm giác mất trọng lực xuất hiện ở trên người hắn thạch minh oanh thạch minh bị một quyền trực tiếp bay ra ngoài thạch minh dùng không ít khí lực mới khiến cho mình vững vàng nhưng sau khi vừa rơi xuống hắn phát hiện người kia đang ở trước mặt hắn Hắn muốn tránh đi, nhưng mà tránh không được. Sau đó anh ta cảm thấy có một lực khủng khiếp tác động đến dạ dày của mình, như dời sông lấp biển. Phốt. Thạch Minh nhịn không được phun ra một ngụm nước đắng. Sau đó cả người đứng không vững, quỳ xuống. Hai quyền, đúng hai quyền, tên biến thái này đã đánh mình không còn lực phản kích. Mặc dù là đánh lén, mặc dù hắn không hề chú tâm, nhưng mình tứ giai đó. Tên biến thái này là nhị giai đánh chết hắn cũng không tin. Đánh hai quyền, lục thủy liền ngừng lại, nói. Tứ dai như ngươi thật nước, không hề chịu đánh chút nào, yếu nhất cùng dai. Thạch Minh, xin hỏi đại danh của đạo hữu. Hắn không tin người trẻ tuổi mạnh như vậy lại là tiểu bối vô danh. Lục thủy vỗ vỗ tay, nói. Ngươi cứ gọi ta là Đông Phương Hạo Nguyệt. Lục thủy ra ngoài không bao giờ dùng tên thật. Dù cho nơi này chắc sẽ không có mấy người biết hắn, nhưng hắn không hề có ý định dùng dù sao cũng không gặp được là chuyện không quan trọng đúng rồi thuận tiện nói cho ngươi ta luyện thể lục thủy nói đông phương hạo nguyệt không xuất thủ hắn chỉ nhẹ nhàng đánh hai quyền mà thôi thạch minh hiếu kỳ nói thể thuật gì mà nhị giai lại có thể đánh tứ giai như vậy nhục thân của tứ giai không hề yếu chút nào nghe qua ba đại thể thuật mạnh nhất viễn cổ chưa lục thủy quay đầu muốn rời đi tất nhiên thạch minh đuổi theo sau thân thể của hắn rất khó chịu nhưng hắn muốn thấy lục thủy xui xẻo nhưng nghe lục thủy nói xong hắn không mấy tin tưởng ngươi tu luyện một trong ba loại đó lục thủy cười không nói gì sau đó hỏi ta muốn biết lúc nào mới có thể không may thạch minh lắc đầu không biết lúc nhanh lúc chậm mà ngươi đánh mặt ta chắc chắn sẽ bị sét đánh Lục thủy đang mong đợi, sau đó hiếu kỳ nói. Cuối cùng thì sư tỷ của ngươi ở đâu? Đã chết rồi sao? Nói đến đây, Thạch Minh lại thở dài một trận. Không có. Nhưng bị trọng thương không khỏi, chắc đã không còn hy vọng trùng kích ngũ dai. Khi nàng bị thương luôn có người đến tìm nàng gây phiền phức, ta muốn giúp nhưng lại không làm được gì. Cho nên chỉ có thể dọn tới ở trên con đường phải qua khi muốn đến chỗ nàng vì không muốn tiếp xúc với sao chổi như ta nên bọn hắn không đến gây phiền toái cho sư tỷ nữa sư tỷ cũng đã mất rất nhiều tài nguyên tu luyện vì giúp nàng duy trì tu vi ta vụng rộng đưa tư nguyên của mình qua bây giờ tới đây là muốn lấy được chút linh dược trở về sư tỷ của ngươi có thái độ gì với ngươi lục thủy rất tò mò hỏi không biết thạch minh nói không dám gặp nàng mấy lần nàng đi ra muốn giao lưu với ta nhưng ta đều tránh không gặp. Chủ yếu là gương mặt của nàng quá trắng xám, ta không còn mặt mũi gặp nàng. Ngươi ở đó bao nhiêu năm? Lục Thủy hỏi. Mấy chục năm, sư tỷ đã trọng thương mấy chục năm. Ta đều đã đến tứ giai, Hải Yến sư muội cũng ngủ giai, không biết thiên phú của Hải Yến sư muội làm sao lại lợi hại như thế. Thạch Minh không thể nào hiểu được. Lục Thủy không nói gì. Người này có ý là, ta thủ của ta, ta vui vẻ là được rồi mắc mớ gì tới ngươi sau khi đã hiểu rõ đại khái lục thủy liền không tiếp tục hỏi nữa mà quay lại sửa chữa tiết điểm thạch minh đi theo hắn một lúc lâu nhưng cũng không thấy lục thủy gặp vấn đề gì cái này không khoa học hắn rất ít khi gặp trường hợp nào đợi lâu như vậy vẫn chưa gặp phải xui xẻo mà ngay lúc này đột nhiên có một đồ vật từ trong không trung rơi xuống bục nện thẳng lên trên đầu lục thủy Thạch Minh vui mừng, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ồ! Lục thủy sờ đầu một cái, có chút bất ngờ, sau đấy phát hiện thứ vừa nên vào đầu hắn chính là một trái cây nhỏ. Một trái cây nhỏ màu vàng óng ánh. Lục thủy nhìn nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, sau đó cầm lên. Hắn nhận ra được. Lúc này, Thạch Minh bước đến bên người lục thủy, hắn vì sư tỷ thiên ngâm mà đã tra tìm tư liệu trong rất nhiều cuốn sách, đối với Linh Dược, cũng coi như là tinh thông cho nên ngay khi vừa nhìn thấy thứ trái cây này hắn liền ngây ngẩn cả người quả thu diệp cái này nơi này làm sao lại có thể có loại trái cây chỉ có ở nơi cực hàn như thứ này chứ thạch minh khó hiểu nói quả thu diệp sinh trưởng ở nơi cực hàn mức độ hiếm có khiến cho người ta giận sôi loại quả này có tác dụng chữa trị ngoại thương thủ hộ tâm mạch có thể nói là nổi bật trong các loại linh dược loại quả này đối với rất nhiều người mà nói chính là chỉ có trong truyền thuyết giá trị liên thành lục thủy ngược lại không để ý đến công dụng của thứ này mà là để ý đến hương vị của nó quả thu dịp này hắn đã từng nếm qua ăn khá ngon từng mang về cho mộ tuyết ăn đi nghĩ như vậy lục thủy liền cất quả thu dịp vào đáng tiếc là chỉ có một quả lục thủy hơi tiếc nuối hắn cũng muốn ăn nhưng có thể không cần đi đến nơi cực hàng mà vẫn có không vừa lúc này trên không trung lại có thêm một vật rơi xuống bục một lần nữa nện lên đầu lục thủy sau đó lăn xuống rơi vào trong tay lục thủy thạch minh nhìn thấy đồ vật kia lại tiếp tục ngây ngẩn cả người lại là quả thu diệp loại đồ vật hiếm có này vừa lên đã trực tiếp rơi xuống hai quả cái này từ đâu chui ra được chứ mà sao lại như vậy đây mà gọi là không may à lục thủy cũng vui mừng hắn rửa sạch trái cây sau đó cắn một miếng liền phát hiện độ chính thực vừa vặn hương vị hoàn toàn vẫn như trước đây khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cứ cứ như vậy mà ăn sao thạch minh không hiểu lắm lên tiếng lục thủy nhìn thạch minh hiếu kỳ hỏi nếu không thì còn như thế nào quả thu dịp nên ăn sau khi thu hoạch càng sớm càng tốt để lâu hương vị sẽ không ngon như ban đầu nữa thế nhưng dược hiệu này rất lợi hại thạch minh nói dược hiệu loại dược hiệu này phía sau núi nhà ta nắm bừa cũng được một bó to nhưng không có mùi vị ngon như thế này lục thủy nói thạch minh hơi sững sờ luôn có cảm giác thứ đông phương hạo nguyệt này nói không phải tiếng người sao nhà ngươi làm cái gì thế lại còn nắm bừa đã được một bó to có điều mấy quả này rốt cuộc là từ đâu ra thạch minh ngẩng đầu nhìn lên lúc này hắn nhìn thấy có một con chim bay qua bạch vũ của cực hàng nó mang quả thu diệp từ cực hàng tới sau đó thả xuống thạch minh vẽ sáng tỏ nói nhưng là sao lại rơi vào đúng trên đầu người này chứ vận khí rốt cuộc là tốt đến mức nào mới được như vậy lại nói vận rủi đi đâu rồi bục thạch minh cảm thấy có thứ gì đó vừa rơi vào đầu của hắn thạch minh giật mình hắn cũng trúng một cái chờ hắn duỗi tay lần mò trên đầu mình sắc mặt liền trở nên khó coi là phân chim thạch minh đột nhiên sững sờ hắn sững sờ không phải bởi vì phân chim trên đầu mình mà là vì hắn đứng chung chỗ với một người mà người vốn nên xui xẻo đứng bên cạnh hắn kia lại gặp được may mắn mà hắn người vốn không nên gặp vận rủi gì lại ngoài ý muốn gặp xui xẻo chuyện này không bình thường thạch minh nhìn về phía đông phương hạo nguyệt lúc này không biết có phải là ảo giác hay không hắn trông thấy trên người đông phương hạo nguyệt có hào quang bảy màu Vầng sáng bao phủ quanh người hắn, có một tia sáng đen cố xâm nhập vào, lại nhanh chóng bị nghiền nát, tiêu tán. "Ảo giác sao?" Thạch Minh không tự chủ được, tự hỏi trong lòng. Nhưng hắn biết, Đông Phương Hạo Nguyệt này tuyệt đối không phải người bình thường. Ầm ầm. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang lên. Thạch Minh vô ý thức kêu lên. "Mau tránh ra, nhanh lên, nhanh lên." Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh thẳng lên trên người Thạch Minh, lôi đình lui đi, trên bầu trời tiếp tục giáng xuống hai đạo kinh lôi. ầm ầm, ầm ầm, hai đạo lôi này cũng nện lên trên người Thạch Minh, Thạch Minh bị nên thêm không gào thét gì nữa, chỉ là mỗi lần xét giáng xuống đều rung rẩy, co giật một chút. Lục Thủy nhìn Thạch Minh bị đánh đến bốc khói, bình tĩnh nói: hóa ra bất kể là ai, cũng phải có một người nhận lấy vận rủi, thể chất này quả thật là đặc biệt đáng tiếc hắn lại không dùng nếu là ra ngoài cách xa xa đi theo một vài thiên kiêu nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt tốt xấu gì cũng có thể có được một chút khí vận cơ duyên của người khác đáng tiếc lại gặp phải ta ta không phải khí vận chi tử ta chính là cha của khí vận sau đó lục thủy quay người rời đi nhưng mới đi được vài bước hắn lại quay trở lại hắn vừa nhớ tới bản thân vào đây không có tay chân nào đi theo không được tiện lắm cuối cùng thạch minh bị kêu tên hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lục thủy thạch minh lập tức né ra xa ngươi ngươi cũng có thể chất tương tự như ta thậm chí còn lợi hại hơn so với ta hắn đã nhìn ra đi cùng với người này người xui xẻo chỉ có hắn đây là chuyện trước giờ chưa từng có hóa ra gặp vận rủi như này thật sự không thoải mái chút nào khó trách nhiều người chán ghét hắn như vậy ngươi có muốn làm một cái giao dịch không Lục Thủy nhìn Thạch Minh, nói: "Ta cho ngươi một phương thuốc, ngươi mang về cho sư tỷ ngươi dùng, chắc chắn có thể chữa khỏi 8 phần 10 vết thương của nàng. Mà việc ngươi cần làm, chính là khi còn ở trong binh mộ, thì phải nghe lời của ta." Đơn giản mà nói, trở thành tay chân của ta. "Như thế nào?" Thạch Minh có chút không tin, nếu như sư tỷ hắn dễ dàng khỏi bệnh như vậy, thì tại sao tông môn bọn hắn lại chịu thua? Thế nhưng người này rõ ràng rất đặc biệt. Vậy hắn có nên đồng ý hay không? Có điều do dự này cũng chỉ là trong nháy mắt, Thạch Minh nhanh chóng gật đầu nói. Được, ta đồng ý. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kiều thiếu gia, phiền phức thì tốt nhất nên cút đi, chỉ vì tên phế vật như ngươi mà ta đã bị trễ nải không ít thời gian rồi. Kiều càng bị một nam nhân ném ra ngoài, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tu vi Kiều càng rơi xuống, lại thêm cánh tay bị gãy, có thể nói là cuộc sống vô cùng thê thảm cho nên kiều gia đặc biệt đưa hắn đến minh mộ hy vọng có thể có được ưu ái của ma binh kiều càng té ngã trên mặt đất tức giận nhìn kiều ý nói kiều ý người tốt nhất nên khách khí với ta một chút ta dù sao cũng là dòng chính người chỉ là chi thứ mà thôi người tuổi đã cao nhưng cũng mới chỉ là tam giai người phách lối cái gì quỳnh kiều càng trực tiếp bị kiều ý đá bay ra ngoài kiều đại thiếu gia đừng quên là những ngày tháng đắc ý của ngươi đã qua rồi, ngươi bây giờ chỉ là phế vật cục một tay mà thôi. Tương lai của ngươi còn không bằng ta. Cho nên khuyên ngươi nên thức thời một chút, miễn lại mất mặt xấu hổ. Kiều Ý nhìn Kiều Càng, lạnh giọng nói. Ngươi! Kiều Càng tức giận nhìn chằm chằm Kiều Ý, nói. Nếu là trước kia, đừng nói đến việc động thủ đánh ta, ngay cả việc nặng lời một chút ngươi cũng không dám. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không kiều ý đi đến trước mặt kiều càng lại một cước đá bay hắn đi nói ta chỉ là bỏ đá xuống giếng kiều thiếu gia ngươi cũng không nghĩ một chút về cách đối xử của ngươi với chúng ta trước kia còn cho rằng chúng ta có thể đối tốt với ngươi sao dòng chính ư thành phế vật chi thứ chúng ta thích bắt nạt liền bắt nạt sẽ có người ra mặt giúp ngươi sao muội muội ngươi sao đúng ngươi bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào kiều thiến không phải vậy ngươi ngay cả làm rác rưởi cũng không có khả năng kiều càng nằm trên mắt đất trừng mắt nhìn kiều ý cuối cùng kiều ý lắc đầu quay người rời đi tự giải quyết cho tốt đi kiều thiếu gia bên trong binh mộ có không ít người kiều gia hy vọng ngươi không gặp phải quá nhiều sau đó kiều ý hoàn toàn rời khỏi nơi này nhìn thấy kiều ý rời đi ánh mắt phẫn nộ của kiều càng dần bình tĩnh trở lại không có phẫn nộ hay xấu hổ gì trước kia ta khiến cho người khác chán ghét đến vậy sao xem ra sau này phải tỉnh táo hơn một chút có điều loại chuyện này lại xảy đến tận hai lần tốt nhất là nhận thức rõ hiện thực làm một phế vật có tự giác thật tốt đi chờ ngày lục thủy hiển thánh ta sẽ làm tiếp những dự định khác sau nói đến mới nhớ lục thủy cũng là một thiếu gia phế vật nhưng không nghe nói bị hạ nhân chán ghét hay gì xem ra ta còn phải học lục thủy cách làm người nữa có điều mỗi nhà có nỗi khổ riêng cần phải thích ứng. Lục Thủy đi dạo rất lâu bên trong trận pháp mê vụ, từ ban đêm đến ban ngày, lại từ ban ngày đến tối. Thạch Minh một mực đi theo, hắn không thể hiểu được Lục Thủy đang làm gì. Nhưng hắn cũng không rảnh đi lý giải, bởi vì thời gian này hắn phát hiện chính mình thường xuyên gặp không may. Không phải bị đồ vật nào đó nện vào, thì cũng là ngã sấp xuống một cách kỳ lạ. Hắn đã quen nhìn người khác không may cho tới bây giờ không hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ như vậy tên đông phương hạo nguyệt này chính là khắc tinh của hắn hắn thề sau này sẽ không tiếp xúc với tên này nữa đông phương đạo hữu binh mộ có sự tồn tại của ma binh ngươi không đến xem sao lát nữa bị người khác nhanh chân đến trước chẳng phải là đến không công sao rất nhiều người đến binh mộ là vì ma binh không phải ai cũng vì lấy được chút linh dược như hắn cũng phải nói đúng là dọc đường hắn đã lấy được một ít linh dược đáng tiếc đều là do đông phương hạo nguyệt phát hiện nhưng cũng may người ta chướng mắt cho nên đã tiện nghi hắn có đôi khi hắn không phân rõ được chính mình may mắn hay là không may nếu như ta không nhìn lầm kỳ thật trung tâm binh mộ còn có trận pháp kết giới kết giới kia không mở sẽ không ai lấy được ma binh cho nên không cần phải gấp gáp lục thủy nói hắn không hề vội vàng nhất là khi người của tàng kiếm cốc nói phải đi qua trước khi chuyện bên này kết thúc. Nếu như hắn sớm kết thúc chuyện nơi đây, chẳng phải là lập tức phải đi qua. Thời gian có chút gấp, khả năng Cao Lạc Phong còn chưa tới tàn kiếm cốc. Mà vạn nhất khô thụ lão nhân thật sự chạy đi tìm thời cơ, bắt đầu ngộ đạo, hắn sẽ không thể nào chạy tới. Cũng không phải là hắn không có sức mạnh khác để vận dụng, chỉ là sẽ có chút phiền phức. Ồ, đây là thiên y quả. Lục Thủy vừa mới ngồi xuống định thắt hỏa trận pháp liền nhìn thấy một cây quả nhỏ. Cái cây này chỉ cao đến bắp chân, trên đó có mấy quả màu xanh. Thiên Y quả. Thạch Minh không hiểu. Thiên Y quả là thứ gì? Chắc chắn không phải chữa thương. Bằng không hắn sẽ biết đến. Lục Thủy lấy một quả xuống, sau đó nói: một loại quả củng cố tu vi, tứ giai đỉnh phong dùng ăn là thích hợp nhất, có thể tăng cường khả năng tiến vào ngũ giai nhưng nó sinh trưởng tương đối tùy ý rất khó tìm được ở đâu sẽ có ngay cả ghi chép cũng rất ít trồng trọt cũng vậy nó ưa thích cắm rễ ở đâu thì sẽ ở đó nếu không thích thì ngươi có cho chỗ nào cũng không được cho nên không thể cách nào mở rộng trồng trọt số lượng lớn phía sau núi nhà ngươi có không thạch minh hỏi một câu không có lục thủy nói thạch minh gật đầu đây tốt xấu gì cũng là một câu tiếng người có cả một bó to quả nhiên đều là gạt người nhưng không đợi hắn nghĩ xong giọng nói của lục thủy lại truyền đến linh dược viên nhà ta đúng là có một đống loại rác rưởi này không trồng ở phía sau núi ở kiếp trước lục thủy đến phía sau núi tìm nhị trưởng lão đã chính miệng nói với hắn như vậy thạch minh ngươi cứ thổi đi dù sao cũng không có ai chọc thủng nhưng rất nhanh thạch minh đã không thèm để ý bởi đây chính là đồ tốt đạo hữu có muốn không Thạch Minh hỏi. Lục Thủy lắc đầu. Không cần, ngươi muốn thì hái quả thôi là được. Quả cây này quá cay, hắn lấy làm gì? Cầm một quả về ngẫu nhiên treo chọc mộ tuyết là được. Thiên y quả trong nhà hắn không thể lấy, hắn bị cấm chỉ chạm vào, chủ yếu là trước kia ngây ngốc cầm lấy đi cây cha mẹ hắn. Việc lãng phí cũng không có gì, chủ yếu là đã cây khóc cha mẹ hắn. Đó là trái cây làm cây đến mức mặt đỏ như lửa. Chật chật, không biết sau khi gia hỏa này cho sư tỷ hắn ăn nàng có thể cảm động đến khóc luôn hay không dù sao trước kia hắn từng cho mộ tuyết nếm qua mộ tuyết có cảm động hay không thì hắn không nhớ rõ hắn chỉ nhớ là mình không còn năng lực hành động sau đó thạch minh dự định hái trái cây nhưng vừa định động thủ đột nhiên một cây châm thật nhỏ vô thanh vô tức đánh tới có thể là do thể chất thạch minh đã nhận ra công kích cẩn thận thạch minh nắm lấy lục thủy sau đó lui sang một bên lúc này ngân châm cắm vào một thân cây cái cây này bắt đầu hư thối với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên châm có kịch độc người nào thạch minh cảnh giác với phương hướng ngân châm bay tới người này đúng là ác độc coi như là hắn cũng rất kinh hãi hắn cũng không sợ người tông môn công kích bởi vì người khác biết công kích hắn sẽ gặp không may giết hắn tương đương với tự sát không có thù không đội trời chung gì không ai sẽ đến giết hắn. Thế nhưng, một chút người không biết sẽ thật sự dám giết chết hắn. Nếu như hắn chết rồi, đối phương có chết hay không thì có làm được gì? Chính mình đã không có. Cũng được, mạnh hơn một chút so với chân võ chân linh. Trong lòng nghĩ như vậy, lục thủy liền thu thiên y quả lại. Hắn đang suy nghĩ để ở chỗ nào mới có thể thành công cho mộ tuyết ăn. Mộ tuyết cây nóng đỏ rực, lần này hắn phải chụp lại, sau đó cho mộ tuyết xem lúc này trong rừng cây có hai người đi ra là một nam một nữ cả người nam mặc đồ đen nữ thì là đỏ sậm ma tu lục thủy có chút ngoài ý muốn đây là lần thứ nhất hắn gặp được ma tu khi trùng sinh thạch minh cũng cảnh giác hai người này đều là ma tu tứ giai mà lại là cao thủ dùng độc khó có thể nói bây giờ trong không khí có độc hay không nữ tử kia nhìn thạch minh trên mặt mang theo ý cười, nói: "Chúng ta muốn thiên y quả, các ngươi có ý kiến gì không?" Mặc dù đối phương đang cười, nhưng giọng nói có cảm giác lạnh như băng, phản phất ngươi dám từ chối thì nàng sẽ ra tay giết người. Thạch Minh cau mày, nói: "Hai vị đạo hữu, đồ vật là do chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì lại phải giao cho các ngươi? Chúng ta muốn cướp đoạt ngay trước mặt mà ngươi không nhìn ra được sao?" Về phần dựa vào cái gì đây đúng là một câu hỏi ngu xuẩn ma tu nam nhìn thạch minh rồi nói thạch minh nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nói sao cuối cùng thạch minh lại nói thế nhưng có không ít thiên y quả lấy nhiều cũng vô dụng mà ma tu nữ cười nói ngươi thật sự ngốc hay là giả ngốc đừng nói hiệu quả của thiên y quả có thể điệp da coi như không điệp da không ăn thì không thể bán à tại sao phải lưu cho ngươi nói thêm câu nữa, chúng ta muốn thiên y quả, các ngươi đồng ý hay là phản đối? Thạch Minh không nói gì, tất nhiên Lục Thủy cũng không vội. Vậy coi như các ngươi ngầm đồng ý, còn tiểu tử bên kia, một quả ngươi vừa mới lấy. Giao ra, có thể miễn tội chết. Ma tu nữ nhìn chằm chằm Lục Thủy, nhẹ giọng cười nói. Lục Thủy nghe thấy nhưng cũng không tức giận, chỉ mở miệng hỏi. Giao là có thể sống. Đương nhiên Ma tu nữ cười hì hì nói. Thế thì khí độc trí mạng ở xung quanh là do các ngươi không cẩn thận để thoát ra ngoài. Lục thủy nhìn hai ma tu, miễn cười nói. Lạc độc, có thể trở ngại tu vi vận chuyển, hít vào lâu sẽ làm mất tu vi trong thời gian ngắn. Xích thủy cam lộ, nhằm vào máu thịt, hít vào sẽ làm máu thịt thối rửa, ngũ tạng đều phá. Mỗi một căn tu, nhằm vào ý thức, có thể khiến cho tinh thần hỗn loạn, cuối cùng khô cạn mà mẫn diệt những thứ độc này khuếch tán khắp bốn phía quanh chúng ta từ khi các ngươi còn chưa xuất hiện sở dĩ các ngươi nói nhảm với chúng ta không phải vì kéo dài thời gian để cho chúng ta trúng độc sao đây chính là miễn tội chết trong miệng các ngươi nghe lục thủy nói vậy thạch minh có chút chấn kinh hắn không hề phát hiện được gì mà hai ma tu cũng sững sờ nhưng rất nhanh liền cười ha 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 được rồi được rồi nếu đã bị ngươi phát hiện thì chúng ta cũng không giả vờ nữa thân là ma tu lừa các ngươi không phải chuyện đương nhiên sao sau đó vẻ mặt ma tu nữ trở nên lạnh lẽo cười lạnh thù đã kết cho các ngươi trở về không phải thả hổ về rừng à chúng ta ngốc sao cho nên làm phiền các ngươi phối hợp một chút để mạng lại nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha